Xin chào các tình yêu nha, các chị, các tình yêu vào lại live giúp em nào. Vừa nãy là do đường truyền mạng bị chập chờn nên là live bị sập nha các chị yêu nha. Các chị yêu vào lại live giúp em nha. Các chị yêu vào lại live giúp em và bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay thì em lại sẽ bắt đầu chơi mini game nha. Chơi mini game tặng một cái áo em đang mặc trên người các chị yêu nhá. Tặng một cái áo em đang mặc trên người. Giá gốc của nó là 210.000. Hôm nay em sẽ tặng cho các chị yêu nào chia sẻ live stream giúp em nha. Chia sẻ live stream cho em lên trang cá nhân, lên các hội nhóm đi ạ. Hai lần lên trang cá nhân, hai lần lên các hội nhóm nha các chị yêu nhá. Để em có thể là tặng các chị yêu cái áo em đang mặc, để áo hoodie nha các chị nhá. Áo hoodie đẹp cực kỳ luôn, màu vàng này. Đẹp lắm các chị yêu ạ. Chia sẻ like giùm em đi ạ. Em chào chị Phương Mi Su nha. Chào tất cả các chị yêu ạ. Các chị yêu là muốn chơi mini game thì ở lại like giùm em nào. Chia sẻ giùm em nha. Thể lệ chơi mini game bên em cực kỳ là đơn giản các chị yêu nhá. Chỉ cần chia sẻ like giùm em lên trang cá nhân để chế độ công khai và lên 10 trang chợ, 10 hội nhóm giúp em nha. Đã chia sẻ rồi vào đây comment lại giùm em, đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Đã chia sẻ kèm số điện thoại ra cho em để em có thể là tìm ra một chị ngẫu nhiên may mắn để tặng cái mẫu áo hoodie em đang mặc màu vàng đấy nhá các chị yêu nhá. Chia sẻ like giùm em nha. Hôm nay em sẽ dành là khoảng 20 phút đầu để chơi mini game nhá. Đợi các chị vào đông đông một chút nhá. Đợi các chị vào đông đông một chút nào. Chia sẻ và comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân, lên các trang chợ, các hội nhóm này. Trang cá nhân 2 lần nha. Lên trang cá nhân 2 lần để chế độ công khai cho em. Tại vì là lát nữa em sẽ kiểm tra nhá. Lát nữa em sẽ kiểm tra các chị yêu nào mà đã chia sẻ đây, chờ may mắn đã chia sẻ thì bên em sẽ gửi quà cho các chị yêu nha. Áo em đang mặc nhá, tặng áo em đang mặc luôn nha các chị yêu nha. Giá không đồng luôn này, đẹp cực kỳ nha. Chia sẻ like giùm em, đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em để Phú Phát mà đã chia sẻ kèm số điện thoại, comment lên giúp em đi nào. Các chị yêu ơi, các chị yêu comment lên cho em nhá. Ơ sao lại thế nhở? Áo em đang mặc nhá, tặng cho các chị yêu nào đã chia sẻ lên trang cá nhân, lên các hội nhóm và comment là đã chia sẻ giùm em nhá. Nào, cả nhà bắt đầu chia sẻ giúp em nhá. 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm. Hôm nay nhà em sẽ tặng ngay một áo nỉ. Ok mọi người nha, tặng ngay một chiếc áo nỉ nè mọi người. Hiện tại mẫu áo nỉ này nhà em đang bán tại shop với cái giá rất là 210k. Nhưng hôm nay các tình yêu chỉ việc chia sẻ cho em thôi ạ. 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm. Sau đó là comment vào đây đã chia sẻ tặng ngay một chiếc áo nỉ như mẫu đang mặc đây nha các tình yêu ơi nha. Với điều kiện là đủ mức view, đó là 50 view giúp em nhá. Lên 50 view giúp em để tặng ngay một chiếc áo nỉ như mẫu đang mặc nha. 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm. Và thông báo với các thân yêu, mẫu áo nỉ này là mẫu áo nỉ lót lông chứ không phải là cái là áo nỉ bình thường nha cả nhà nhá. Áo nỉ lót lông nha các chị yêu nha, cực kỳ ấm luôn ạ. Tặng không đồng cho chị nào may mắn chia sẻ livestream cho em nha. Chơi mini game hôm nay bên em với thể lệ đó là chia sẻ giúp em 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm. Quay lại đây comment đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em nào. Mục tiêu em đặt ra là 50 người xem nha. 50 người xem ạ. Các chị yêu chia sẻ like giùm em áo hoodie mẫu này cũng rất là đẹp rồi. Quá là đẹp rồi. Giá gốc mẫu này bên em đang bán với giá là 210.000. Hôm nay tặng không đồng một cho chị nào đã chia sẻ giúp em nha. Cho chị nào đã chia sẻ giúp em tặng một mẫu áo em đang mặc luôn nha. Nào chia sẻ like giùm em các chị yêu ơi, chia sẻ like cho em đi nào. Đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Đó, không đồng mẫu áo em đang mặc có đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn nha các chị yêu nha. Đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em nhá. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào mà chưa chia sẻ đủ thì quay ra chia sẻ tiếp cho em đi ạ. Chia sẻ tiếp cho em 2 lần, tối thiểu là 2 lần lên các lên trang cá nhân và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm các chị yêu nhá. Em nhìn thấy tất cả các chị yêu luôn ạ. Thấy tất cả comment của các chị luôn nha. Đấy, các chị comment nhiệt tình lên giúp em, comment càng nhiều thì cơ hội trúng mini game bên em càng lớn các chị yêu nhá. Tặng không đồng mẫu áo hoodie em đang mặc lót lỉ bên trong này các chị yêu này. Lót lỉ nha, màu vàng. Mẫu này thì rất là đẹp rồi. Mẫu này mà lên dáng rất là đẹp nha các chị yêu nhá. Tặng không đồng cho các chị yêu nào chia sẻ like giùm em luôn. Chia sẻ comment lại giùm em, chia sẻ kèm số điện thoại giùm em. Chia sẻ đủ cho em 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm để được nhận, có cơ hội may mắn được nhận mẫu áo này bên em nhá. Em có thấy chị Hồ Ngọc Nga nha. Nhìn thấy chị Hứa Dung luôn ạ. Là mức view 50 người xem đó các chị yêu ơi. Mức view em đặt ra là 50 người xem rồi nha. Mức view đấy thì bình thường là bên em like thì nó cũng cái mức view đấy thì không phải là cao, không phải là cao nha. 50 người xem các chị yêu nha. Nào chia sẻ nhiệt tình lên giùm em nào. Chia sẻ lên cho em đi ạ. 50 người thì em sẽ tặng luôn cái màu áo hoodie em đang mặc này, đẹp cực kỳ luôn nhá. 10 lần lên trang chợ hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai. Áo hoodie em đang mặc tặng giá không đồng cho chị yêu nào. Chia sẻ livestream cho em thôi nha. Chia sẻ livestream cho em và comment lại đây cho em là đã chia sẻ kèm số điện thoại nhá. Em nhìn thấy chị Ngô Huyền nha. Chào, nhìn thấy tất cả các chị yêu luôn ạ. Các chị yêu cứ để lại comment cho em nhiệt tình lên nha. Tặng không đồng áo hoodie em đang mặc các chị yêu nha. Chia sẻ like giùm em nào. Chia sẻ like cho em 25 người đang xem rồi ạ.
mượn 50 người xem thì em sẽ bắt đầu tặng luôn nhá. 50 người xem thì em sẽ tặng luôn ạ. Comment nhiệt tình lên cho em nha. Hôm nay thì em sẽ dành ra khoảng 20 phút đầu live để chơi mini game cùng các chị cho nó không khí nó vui vẻ hơn một tí nhá. Không khí vui vẻ hơn một tí, hôm nay em sẽ tặng luôn là mẫu áo hoodie em đang mặc với giá là 0 đồng cho chị yêu là may mắn chia sẻ live cho em ạ. Nào chia sẻ like cho em nào, không đồng mẫu áo em đang mặc cho các chị yêu là may mắn chia sẻ like giúp em. 30 người xem rồi nha các chị yêu nhá, cố lên ạ. 30 người xem rồi, chia sẻ like giúp em để cái lượt view nó không bị tụt nhá, không bị tụt. 50 người xem thì em sẽ bắt đầu tặng này, không đồng mẫu áo hoodie em đang mặc, cái mẫu này giá gốc nhà em là 210.000 đấy ạ. Lót lông bên trong nhá, mẫu này nó lót lỉ bên trong này rất là đẹp luôn. Đó, cái mẫu này là nhà em bán 210.000. Hôm nay tặng không đồng cho các chị nào chia sẻ like giúp em nha. Áo hoodie này rất là dễ mặc luôn. Rất là dễ mặc luôn ạ. Chia sẻ like giùm em nào. Em nhìn thấy chị Huyền Nguyễn Thị nhá. Chị comment và chia sẻ, comment nhiệt tình lên để em cái cơ hội trúng mini game bên em càng lớn nhá. Hôm nay thì em sẽ chơi mini game đầu tiên đã. Chơi mini game đầu tiên. Các chị yêu nó chia sẻ giùm em đi. Chia sẻ giùm em rất là đơn giản thôi. Hai lần lên trang cá nhân để chế độ công khai. 30 người xem rồi ạ. Nào comment lên, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Xả kaki thì lát nữa nhá chị yêu nhá. Hôm nay em chơi mini game để các chị tập trung chủ yếu chơi mini game cho em nào. Không đồng mẫu áo hoodie em đang mặc nha, giá 210.000. Hôm nay tặng không đồng cho chị nào may mắn chia sẻ like giúp em và có cơ hội nhận mẫu áo em đang mặc với giá là không đồng luôn nha. 35 người xem rồi ạ. 35 người xem thì các chị yêu nha, cố gắng lên nào, cố gắng lên các chị yêu ơi. Chia sẻ like giùm em thôi, đơn giản lắm ạ, chỉ cần chia sẻ like cho em là đã có cái cơ hội nhận mẫu áo hoodie em đang mặc với giá là 0 đồng rồi nhá, đẹp cực kỳ. Mục tiêu đặt ra là 50 người xem, 34 người đang xem rồi này. Đấy, lượt view nó cứ tụt, chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em nào, đẩy cái lượt view cao cao lên giúp em một tí nha. Chia sẻ kèm số điện thoại giùm em nha các chị yêu nhá. Áo hoodie tặng với giá là 0 đồng trong mini game ngày hôm nay tặng cho chị yêu nào chia sẻ like nhiều nhất và comment nhiều nhất luôn nha. Nào comment lên cho em đi ạ. Chia sẻ giùm em rồi vào đây comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại để lại chơi mini game bên em, cực kỳ là đơn giản thôi nha, chỉ cần chia sẻ giúp em thôi nha. Quá là đơn giản luôn ạ. Em cảm ơn chị Huyền Nguyễn Thị nhá. Cảm ơn chị đã feedback lại giúp em này, đã chia sẻ kèm số điện thoại giúp em. 34 người đang xem rồi. Sao hôm nay các chị đi đâu ấy nhở? Các chị không muốn chơi mini, không muốn nhận cái mẫu áo em đang mặc với giá là 0 đồng hay sao ạ? Các chị đi đâu hết rồi? Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Đẩy cái vượt lượt view cao cao lên giúp em một tí nha. Đấy, 33 chị đang xem, có chị nào muốn chơi mini game thì các chị comment lên cho em nhá. Đẩy cái lượt view lên cho em, comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại. Quay ra chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các trang chợ các hội nhóm để chế độ công khai nha. Đừng chấm comment, các chị comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Đừng chấm comment ạ. Đấy, cú pháp chơi mini game bên em rất là đơn giản thôi, không phải trả lời câu hỏi, không phải trả lời cái gì, chỉ cần chia sẻ thôi. Đó, không phải trả lời câu hỏi gì cho nó mất thời gian, chỉ cần chia sẻ like giùm em thôi nha. 32 người đang xem rồi. Hôm nay các chị bị chặn chia sẻ hay sao ấy? 50 người xem nha. 50 người xem nào các chị yêu. Rồi cả nhà ơi, trong thời gian chờ đợi lên đủ 50 view để đọc tên một tình yêu may mắn đạt được tặng chiếc áo nỉ này nhá, thì em sẽ lên một số mẫu áo phao và một số áo phao sẽ sale up ngày hôm nay nha các tình yêu nhá. Rồi lên sóng giới thiệu một số các tình yêu mà bạn nào không qua được shop nha, bạn nào không qua được shop thì có thể xem nha. Rồi ạ, bây giờ thì tại vì là lâu quá không được đến 50 người xem thì bây giờ em sẽ chuyển qua giới thiệu sản phẩm nhá. Nhưng mà bên em sẽ vẫn chơi mini game, lúc nào mà đạt được đến 50 người xem thì bên em sẽ tặng áo nha. Bên em sẽ vẫn chơi mini game các chị yêu nha. Nào, cái mẫu em đang cầm đây ạ. Mẫu em đang cầm, có chị nào thích cái mẫu áo em đang cầm trên tay không ạ? Thích cái mẫu áo em đang cầm trên tay không ạ? Đấy, mẫu áo này là mẫu áo phao bên em nhá. Mẫu áo phao dáng dài bên em. Mẫu này là có mũ nhá. Mũ lông rất là đẹp luôn. Mẫu này mũ lông rất là đẹp luôn ạ. Ok, em đây áo phao đây chị yêu ơi. Đây áo phao đây ạ. Áo phao đây nha các chị yêu nhá. Có những người ta thì mới mặc được chứ. Bên em vẫn sẽ chơi mini game các chị nha, nên là các chị cứ chia sẻ và comment cho em đi. Cứ chia sẻ và comment cho em đó. Bao nhiêu mà đạt được đến 50 người xem thì bên em vẫn tặng áo nha. Vẫn tặng áo không đồng, bộ áo hoodie này với giá không đồng. 37 người đang xem, vẫn cứ chia sẻ liệt nhiệt tình lên cho em. Hàng hôm qua chưa... rồi ok nhá, em sẽ qua mẫu áo phao bên em này. Em sẽ qua mẫu áo phao bên em nha. Đây ạ, mẫu áo phao đầu tiên đây nhá. Mẫu áo phao đầu tiên này, mẫu áo phao này thì nhà em có rất là nhiều màu. Mẫu áo phao này có rất là nhiều màu. Em ở Thái Nguyên chị nhá,
shop em ở Thái Nguyên ạ. 47 người đang xem rồi, các chị yêu chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nào. Đấy, bây giờ lượt view mới tăng, bây giờ các chị muốn chơi mini game bên em hay sao ấy, cứ chia sẻ lên cho em nha. Em vẫn sẽ tặng áo hoodie với giá 0 đồng cho chị yêu nào may mắn chia sẻ nhiều nhất và comment nhiều nhất luôn nha. Chia sẻ nhiều nhất và comment nhiều nhất cho em 0 đồng đã, comment là đã chia sẻ kèm điện thoại cho em nào. Trời ơi, bây giờ các chị mới vào chơi mini game này. Bây giờ các chị mới vào chơi mini game hay sao ấy ạ? Bên em vẫn tặng cái mẫu đấy với giá 0 đồng nha. Nào, chia sẻ lên cho em đi ạ. Chia sẻ vào comment cho em nào. Chia sẻ và vào comment cho em vẫn tặng áo hoodie với giá 0 đồng nha. Chia sẻ và 2 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm nha. Nên em sẽ chọn ra một chị ngẫu nhiên may mắn để tặng áo hoodie với giá là 0 đồng ạ. Comment, chia sẻ xong vào đây comment cho em là đã chia sẻ kèm với lại số điện thoại nha. Đã chia sẻ kèm với số điện thoại cho em thôi ạ. Đâu rồi các chị yêu của em, đâu hết rồi ạ. Comment lên cho em nào đã chia sẻ rồi thì comment lên cho em. Comment càng nhiều thì cơ hội trúng mini game bên em càng lớn. Nào các chị yêu comment nhiệt tình lên giúp em nha. Comment nhiệt tình lên giúp em. Đã chia sẻ kèm số điện thoại dùm em, 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm. Em sẽ chọn ra một chị ngẫu nhiên may mắn để được nhận áo hoodie này bên em với giá là 0 đồng các chị yêu nhá. 0 đồng áo hoodie lót lỉ bên trong. Áo hoodie lót lỉ bên trong mẫu này nhà em bán giá gốc là 210.000 nha. 210.000 đâu rồi các chị yêu nào, mới vào chưa chia sẻ thì chia sẻ lên cho em đi ạ. Mới vào like chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ cho em cùng chơi mini game với em ngày hôm nay nha. Áo hoodie tặng cho các chị yêu nào mà chia sẻ livestream giùm em, thể lệ là chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm thôi nha. Rất là đơn giản. Quay lại đây comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Em nhìn thấy tất cả comment của tất cả các chị luôn nhá. Em nhìn thấy comment của tất cả các chị luôn ạ. Nào chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em nào. Chia sẻ cho em nhá. Nhớ là phải chia sẻ vào để chế độ công khai, tại vì bên em sẽ có một hệ thống kiểm tra lại tất cả cái chia sẻ của các chị nha. Nên là nếu mà em để mà chế độ chỉ mình tôi là em không nhìn thấy được là bên em hủy quà đấy ạ. Tự động hủy quà những chị yêu nha. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nào. Đẹp cực kỳ luôn nhá các chị yêu nha. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Chị nào mới vào like chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi ạ. 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm dùm em nha. Quay lại đây là đã chia sẻ kèm số điện thoại. Đã chia sẻ kèm số điện thoại để có cơ hội nhận áo hoodie bên em với giá là 0 đồng ạ. Áo hoodie giá gốc bên em 210.000. Hôm nay sẽ tặng 0 đồng cho chị nào may mắn trúng mini game bên em nha. Trúng mini game bên em sẽ chọn ra một chị may mắn này, ghi bình luận và kiểm tra lại trang cá nhân này, kiểm tra lại được chia sẻ của các chị đã đủ chưa ạ. Rồi ok nhá, bây giờ thì các chị cứ chơi mini game bên em luôn nha, cứ chơi mini game bên em đi ạ. Bên em sẽ bắt đầu mở bán mẫu áo phao này. Mẫu áo phao này thì em đã mặc từ đầu live từ này. Có chị nào thích cái mẫu áo phao bên em đang mặc không ạ? Thích cái mẫu áo phao bên em đang mặc không thì comment lên cho em nào. Mẫu áo phao này rất là đẹp nhá. Nhà em mẫu này có đầy đủ màu luôn, đầy đủ màu và cái mẫu này các chị từ 60kg bon trên thoải mái mặc vừa cho em. Mẫu này là chọn lót bông bên trong nha, lót bông bên trong ạ. Trần bông bên trong này các chị này, trần bông áo phao trần bông bên trong đó, rất là đẹp và rất là ấm luôn ạ. Mẫu này rất là đẹp và rất là ấm luôn nha, rất là xinh luôn ạ. Đó, màu này là màu đỏ đô nhá, cái dáng mũ của nó thì quá đẹp luôn nha, dáng mũ của nó thì quá đẹp luôn này các chị yêu này. Đó, rất là xinh luôn nhá. Áo này là áo mẫu này bên em đang dán thì giá bao nhiêu nhở, bao nhiêu nhở? 449k mẫu áo em đang mặc nha. 449k này các chị yêu này. 449k các chị nha. 449k mẫu áo phao em đang mặc cực kỳ đẹp luôn nhá. Mẫu này là 449k. Các chị từ 60kg đổ lại là bon chen vừa cho em. 60kg trở lại là bon chen vừa cho em mẫu áo phao này nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. 449k, xinh cực kỳ luôn, mũ lông nha các chị yêu nhá. Và cái dáng của nó rất là đẹp. Cái dáng này mặc lên nó rất là thể thao. Cái mẫu dáng này mặc lên nó rất là trẻ trung. Rất là trẻ trung, nhà em có màu đen nhá. Nhà em có màu đen, em mặc lên màu đen luôn nha. Em sẽ cố gắng mặc tất cả đủ tất cả những cái màu bên em để các chị có thể là lựa chọn được những cái màu sắc mà ưng ý và phù hợp nhất này. Áo này thì cực kỳ đẹp rồi. Mũ lông này các chị có thể là tháo rời cái lông này ra cho em được nhá. Khi các chị giặt là các chị tháo rời cái lông này ra cho em thì nó sẽ không bị bết. Và cái lông thì nó sẽ được bền hơn và nó sẽ đẹp hơn. Mẫu này là có bo chun ở ống này, bo chun ở ống tay nên là khi các chị mặc lên thì nó sẽ rất là gọn, nó rất là gọn. Màu đen nha, màu đen sang chảnh cực kỳ luôn. Dành cho chị là mọi người hơi mập mập một xíu ý, thì lựa chọn cho em màu đen này này. Mà hơi mập mập một xíu lựa chọn cho em màu đen này mặc là sẽ rất là gọn nha các chị yêu nhá.
449k, đúng rồi ạ. Hôm nay xả bán với giá chưa từng có nha. Giá chưa từng có cái mẫu này ngoài thị trường thì các chị mua khoảng sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 600 tùy từng shop, nhưng mà hôm nay bên em bán trên livestream đó là 449.000 nha. 449k. 449k mẫu áo final mặc này, có màu kem này, có màu vàng, có màu đen và có màu đỏ đôi nha. Em có cả màu hồng đậm nữa. Nói chung màu đây bên em nhờ màu lắm. Các chị thích cái màu nào các chị comment màu lên đi à, để lát nữa em sẽ mặc nhá. Thích màu nào comment màu lên cho em đây các chị yêu nha. Mẫu này là túi hộp. Túi hộp các chị nhá. Túi hộp mặc cực kỳ là ấm phao này, rất là nhẹ. Rất là dày dặn nhưng mà rất là nhẹ các chị nha. Dạ vâng ạ, nhìn ấm lắm. Cái mẫu này thì quá là ấm, ấm cực kỳ luôn này các chị yêu này. Đây có giá mũ nhá. Giá mũ này em sẽ đội cái giá mũ này đây các chị ơi, ngắm giá mũ cho em. Quá xinh luôn nha. Cái mũ này quá xinh luôn, cái form. Cái mũ này nó rất là rộng, nó khá là rộng luôn này các chị này. Đó. Em quay đằng sau các chị ngắm luôn cho em nhá. 449k hôm nay trên livestream nhà em thôi ạ. 449 ok cho chị Thiên Lý màu đỏ. Chị yêu là mẫu này comment màu sắc kèm với lại số điện thoại giùm em. Màu sắc kèm số điện thoại cho em nha. 449k. Có dáng khác lát nữa em sẽ like dáng khác nhé chị yêu nhá. Rồi nhà em sẽ qua các màu nhanh và sẽ lên các màu đen nha. Đây là màu đen này. Ok, em sẽ mặc lên giá mẫu này màu be nhá. Mặc lên giá mẫu này màu be ạ. Bên em vẫn tiếp tục chơi mini game nha. Vẫn tiếp tục chơi mini game. Các chị yêu cứ chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ và comment lại cho em. Em sẽ xen kẽ luôn nhá. Cả chơi mini game, cả giới thiệu áo phao luôn. Tại vì áo phao này bên em quá là đẹp luôn này. Các chị yêu chơi mini game nhưng các chị yêu cứ hỏi áo phao em mặc bao nhiêu. Nên là bên em vẫn vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm luôn nha. Vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm luôn ạ. Mẫu này nhà em ship 35.000 toàn quốc nha. 35k toàn quốc, các chị ở đầu ship vẫn 35k. Đó, rất là đẹp. Đây là màu be nhá. Đây là màu be ạ. Màu vàng đặt sau bao nhiêu? Màu vàng nhẹ. Mẫu này em giới thiệu màu luôn này. Mẫu này nhà em đây là màu hồng nhạt này. Đây là màu vàng này. Nhà em có màu em đang mặc là màu be, màu trắng sữa, màu đỏ đô và màu đen nha. Đầy đủ tất cả gam màu. Ưng màu nào comment màu lấy lên cho em ạ. Ưng màu nào comment màu lấy lên cho em. Dạ vâng, đúng rồi. Bên em vẫn chơi mini game nha. Bên em vẫn chơi mini game nên là các chị mới vào coi live vừa mua hàng vừa chơi mini game ạ. Vừa mua hàng vừa chơi mini game bên em. Thể lệ chơi mini game bên em thì rất là đơn giản, chia sẻ cho em. Em sẽ phổ biến lại để cho các chị yêu là mới vào coi live được biết này. Chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai và 10 lần lên các trang chợ các hội nhóm nhá. Thì em sẽ tặng một cái áo hoodie với giá là 0 đồng cho chị yêu là may mắn chia sẻ nhiều nhất và comment nhiều nhất luôn ạ. Rồi ok các chị yêu nha. Chia sẻ like giùm em đi ạ. Lúc nào mà đủ lượt view thì em sẽ bắt đầu tặng các chị yêu nhá. Tặng mà sẽ chọn ra sẽ nhờ hệ thống chọn ra cái chị nào chia sẻ nhiều nhất và comment nhiều nhất đúng thể lệ bên em thì bên em sẽ tặng quà nha. Đó, màu áo phao màu này là màu be nhá. Màu này là màu be 449.000. Mẫu này có túi ở đúng không nhỉ? Đâu, mẫu này là mẫu khác chứ đúng không? Đúng rồi mà, đúng rồi mà. Đúng rồi. Đúng rồi à? Đây đẹp lắm luôn ạ. Các chị yêu nào mà ưng cái mẫu này thì cứ comment lên cho em đi. Comment lên cho em là màu sắc kèm với số điện thoại nha. Màu này là màu be nhá. 449 nhá. Màu be 449 kèm số điện thoại giùm em ạ. Màu be 449 em chưa thấy ở đâu mà một cái áo phao vừa rẻ và vừa đẹp như thế này luôn nhá. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và trước khi thanh toán luôn nha. Nên là các chị ơi, cực kỳ là yên tâm bên shop em thì bán hàng luôn đặt cái sự uy tín và cái chất liệu lên đầu tiên. Tại vì là bán hàng lâu dài cho các chị nhá, chứ không phải là bán một lần rồi thôi đâu ạ. Nên là các chị mua hàng bên em thì kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Chất liệu vải y hình luôn nhá, y những gì trên live luôn ạ. Đẹp cực kỳ, màu be nhá. Ok, em sẽ mặc lên giá mẫu này màu hồng đậm luôn nhá. Màu hồng đậm là một cái gam màu khá là đẹp bên em luôn nhá. Hồng đậm đây á? Không phải à? Ok nhá, hồng đậm thì khách bên em đang thử nên là bây giờ em sẽ thử màu vàng nhá. Bên em sẽ thử màu vàng, đúng rồi, bên em vẫn chơi mini game các chị nhá. Vẫn chơi mini game nên là các chị cứ chia sẻ cho em đi. Chia sẻ lên cho em đi ạ. Để là em vừa đan xen vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm. Tại vì màu áo phao này bên em quá đẹp và quá rẻ để các chị chơi mini game nhưng mà các chị vẫn hỏi nên là em sẽ đồng thời cả hai luôn chương trình luôn nha. Vừa chơi mini game vừa giới thiệu sản phẩm cho các chị yêu nhá. Đây là màu vàng nhá. Màu vàng áo phao dáng béo bên em nên là các chị mặc thoải mái. Cái mẫu này nó không hề kén dáng đâu, không hề kén dáng. Đây là gam màu vàng mù tạt này. Đây là gam màu vàng mù tạt bên em các chị nhá. Ồ đây sợi chỉ. Cắt đi. Đấy này kéo cắt đi sợi chỉ đi đi. Comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em nha. Shop em ở Thái Nguyên các chị yêu nhá.
shop em ở Thái Nguyên. Đây là các màu vàng này các chị em này. Cái dáng mũ là quá xinh luôn. Cái mẫu này dáng mũ quá xinh luôn nha. Có cái phần tháo rời cái mũ lông này ra nên là khi các chị nào mà giặt đấy, giặt máy mà giặt máy Ngọc Nhi lấy màu đen cho nhà mình số điện thoại nha. Tháo cái mũ lông có pha di lê tình yêu nha. Tháo cái mũ lông này ra cho em là giặt cái mũ lông này nó vẫn bông như thế này, nó không hề bị bết và nó không có hề số to trang nhãn nha. Có số to luôn. Cực kỳ túi hộp nha. Và phần tay này có túi này. Phần tay này có túi tạo điểm nhấn cho cái mẫu áo này. Phần tay nó không hề đơn điệu quá đâu. Nhìn nó rất là trẻ trung, đơn giản nhưng mà trẻ trung các chị yêu nhá. Đây là hai túi giả này. Đây là hai túi giả nha các chị yêu nha. Đẹp cực kỳ. Comment màu sắc kèm số điện thoại giùm em đi ạ. Màu sắc kèm số điện thoại giùm em để lên ngân hàng. Bên em vẫn tiếp tục chơi mini game nha. Các chị mua hàng nhưng mà đừng quên là bên em vẫn chơi mini game. Tặng cho các chị yêu nào áo hoodie với giá là 0 đồng. Tặng áo hoodie với giá là 0 đồng. Chỉ cần comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em. Nhưng mà thể lệ chơi mini game bên em thì đó rất là đơn giản. 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm. Nhớ là để chế độ công khai cho em nhá. Để chế độ công khai cho em ạ. Đẹp cực kỳ. Đây là màu vàng này, các màu vàng mù tạt như thế này thì mặc lên nó rất là nổi bật nha. Các màu vàng mù tạt mặc lên thì cực kỳ là nổi bật. Có chị nào ưng màu vàng không ạ? Ok, cho chị Huyền Trang đỗ một chiếc màu vàng này. Dạ em ở cổng phụ đường trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chị nhá. Cổng phụ trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ở đường Lê Quý Đôn chị ạ. 61 đường Lê Quý Đôn chị nha. Đã chia sẻ kèm số điện thoại bên em để tiếp tục chơi mini game. Đây là màu vàng. Cái mẫu này chất liệu vải quá là đẹp luôn này các chị yêu này. Mẫu này 60 ký bon chen thoải mái cho em. 60 ký bon chen thoải mái, dáng là chùm mông nhá chị nhá. Em cao 1m63, em mặc mẫu này là dáng chùm mông các chị nha. Em cao 1m63, mặc mẫu này là dáng chùm mông đây ạ. Đúng rồi, bên em vẫn chơi mini game nên là chị yêu nào vừa mua hàng vừa mua hàng vừa chơi mini game bên em nhá. Các chị mới vào coi like là đừng quên là bên em vẫn đang chơi mini game. Chia sẻ cho em lên 2 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các trang chợ các hội nhóm để có thể là tiếp tục tham gia mini game bên em nhá. Đó, mẫu áo phao em đang mặc là 449.000, quá đẹp quá rẻ luôn này. Cái mẫu áo phao này em nói thật, nếu mà các chị mua ở ngoài thị trường ấy, cái mẫu áo phao giá này, cái mẫu áo phao đẹp như thế này các chị phải mua rơi vào tầm 500-600, thậm chí có shop bán 650 luôn. Tại vì nó rất là ấm, mẫu này nó rất là ấm, nhìn thôi là đã rất là ấm rồi chị ạ. Mẫu này mặc bất chấp mọi thời tiết luôn này, 10 độ, 8 độ, 9 độ mà ok hết cho em. Màu sắc kèm số điện thoại cho em, giá 449.000 các chị ơi nha. Đúng rồi ạ, 449k nha. Rồi ok nhá, để em mặc lên giá mẫu này màu khác đi nào. Mặc lên giá mẫu này màu hồng đậm nhá. Nhà em có một cái gam màu hồng đậm. Cái màu hồng pastel nó rất là xinh. Các chị nào mà thích cái màu hồng đậm này là cốt luôn cho em. Những cái màu này bên em là rất là dễ mặc và rất là tôn da luôn. Đó, màu hồng đậm đấy các chị yêu ạ. Màu hồng đậm em đang mặc đây ạ. Có size không ạ? Mẫu này nhà em free size nha. Mẫu này bên em free size ạ. Các chị yêu từ 40kg cho đến 60kg là bon chen mặc vừa hết cho em. Cái giá mũ của nó thì quá là đẹp rồi. Dáng mũ là của nó thì quá là đẹp rồi. Ok, em sẽ qua mẫu từ từ nha. Em sẽ qua mẫu từ từ ạ. Đâu rồi lượt view của em lại? Tụt rồi các chị yêu, chia sẻ giúp em đi. Chơi mini game nào. Đấy á, vừa mua hàng vừa chơi mini game bên em luôn. Đồng thời cả hai việc luôn nhá. Để đỡ mất thời gian, vừa mua hàng vừa chơi mini game bên em luôn này. Đây nha, dáng mũ đây ạ. Dáng mũ đây nhá các chị yêu nhá. Đây là màu hồng đậm nhá. Comment hồng đậm 449. Hồng đậm 449 kèm số điện thoại giùm em để có thể là chốt luôn cái mẫu áo này em đang mặc. Bên em sẽ có một đội nhân viên gọi điện cho các chị để chốt đơn hàng luôn. Nên là các chị chỉ cần để lại cho em số điện thoại thôi. Quan trọng nhất là được số điện thoại các chị nhá. Quan trọng nhất là số điện thoại ạ. Màu trắng sữa. Đây là màu hồng đậm này các chị yêu này, em sẽ thay màu liên tục nha. Thay màu liên tục để các chị yêu có thể là tìm kiếm những cái màu mà mình ưng nhất và có thể tìm những cái mẫu mà ưng nhất và phù hợp nhất với lại màu da và vóc dáng của các chị nha. Chị ơi lên quần ô. Ok, em sẽ qua mẫu từ từ các chị nhá. Hàng nhà em thì mới về rất là nhiều nên là trong một buổi live thì em sẽ cố gắng hết khả năng có thể để giới thiệu đến tất cả các chị yêu những cái mẫu nhiều nhất những cái mẫu bên em để các chị có thể mặc nhá. Free size chị mi trà nhá, free size. Để lại cho em số điện thoại. Màu trắng sữa này là một cái gam màu rất là hot năm nay này các chị này. Màu trắng sữa là một cái gam màu rất là hot năm nay luôn nha. Các mặc lên dáng rất là sáng. Mặc lên dáng cực kỳ sáng và nhìn nó rất là trắng luôn các chị nhá. Rất là sáng và rất là trắng luôn này. 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em các chị yêu nha. Đó, rất là xinh luôn. Mẫu này dáng mũ quá đẹp luôn nhá. Mẫu này dáng mũ quá là đẹp luôn ạ. 449.000 thôi. Áo phao cái mẫu này thì chất liệu phải quá là ok rồi. Quá là ok rồi này, cái màu trắng này em sẽ đứng gần hơn để các chị có thể quan sát cho em cái chất liệu phao nhá. Cái chất liệu phao này cũng như là màu sắc dáng này là trùm qua mông nhá. Em cao 1m63 em mặc trùm qua mông thoải mái. Giá 449k nha các chị yêu của em nha. 449k các chị nhá. Màu trắng sữa, đây là màu trắng sữa này.
Đó, các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Nó rất là dày dặn. Nó rất là dày dặn, nó mặc lên giá nó rất là nhẹ nhàng. Nó không gây cảm giác nặng lề khó chịu cho các chị đâu. Rất là dày dặn và rất là nhẹ nhàng luôn nha các chị yêu nha. 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đây là màu trắng sữa các chị nhá. Màu trắng sữa này. Có màu hồng nhạt đâu nhỉ? Nha, em có cả màu hồng nhạt nữa nha các chị nhá. Ra màu hồng nhạt. Các mẫu hồng nhạt em sẽ like mẫu này trong vòng 5 phút nữa thôi rồi em sẽ qua mẫu này. Em sẽ like mẫu này trong vòng 5 phút nữa thôi rồi em sẽ qua mẫu hôm nay. Nhà em sẽ thay mẫu liên tục. Thay mẫu liên tục các chị nha, nên là các chị đừng rời live stream nhá. Ở lại live stream để có thể là tìm kiếm được những cái mẫu áo phao phù hợp nhất nhá. Đây ạ, mẫu tiếp theo là màu hồng nhạt nha. Mẫu tiếp theo là màu hồng nhạt các chị yêu nhá. Đây nha, đây là màu hồng nhạt. À đây là màu này là màu hồng nhạt nhá các chị nhá. Màu này là các màu hồng nhạt này. Các màu hồng pastel, các màu hồng nhạt các chị nha. Các màu hồng nhạt các chị yêu nào, ông mẫu này quất liền cho em đi nào. Ông mẫu này quất liền cho em nha các chị nha. Hồng nhạt kèm số điện thoại, mẫu này em sẽ like trong vòng 4 đến 5 phút nữa thôi ạ. Mẫu này em sẽ like trong vòng 4 đến 5 phút nữa thôi, nên là các chị yêu nào mà ông mẫu này quất liền cho em đi nhá. Ông mẫu này quất liền cho em đi. Rồi để em qua những cái mẫu áo khác bên em. Nhà em rất là nhiều mẫu, hoặc nhà em mới về hàng trăm mẫu mới nhá. Mới về hàng trăm mẫu mới luôn các chị yêu nha. Đó, rất là xinh luôn này. Mẫu này là có bo chun nhá. Bo chun ở ống tay nha. Bo chun ở ống tay và mẫu này là dáng dài. Mẫu này là dáng dài 449k nha. 2 phút nữa rồi em bắt đầu mở bán mẫu khác. 2 phút nữa là bọn em bắt đầu mở bán và xa phát giá cái mẫu khác nhá. Nào nhanh tay comment lại giùm em nào. Áo này 449.000 thôi ạ. Đẹp cực kỳ, em nói thật với các chị quá rẻ và quá đẹp luôn. Quá rẻ và quá đẹp luôn nha các chị yêu nha. 449k mình có mẫu áo em đang mặc thôi này. Em cao 1m63 nhá, mà không hề bị cọc một chút nào luôn nhá. Mà không hề bị cọc một chút nào. Mẫu này là áo phao dáng béo, nên là các chị 60kg vẫn bon chen thoải mái được cho em. Từ 40kg đến 60kg bon chen mẫu này thoải mái cho em nha. Áo này giá 449k chị yêu ơi, comment lại 449 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. 449k các tình yêu ơi, sale up từ hơn hàng hơn 500, hôm nay sale chỉ còn có 449k. Nên là các tình yêu thích màu nào thì comment luôn giúp em nhá, rất là nhiều mẫu. Mẫu này nhà em bán trên live là 449k này, bán trên live là 449k ngày hôm nay. Nên là ưng ý đặt hàng luôn cho em đi ạ, ưng ý đặt hàng luôn cho em. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em thôi là đã có hàng rồi nha. Chỉ cần để lại cho em số điện thoại thôi là đã có hàng rồi ạ. 449k. Có đen chị ơi, mẫu này màu nào nhà em cũng có. Nhà em có màu đỏ đô, nhà em có màu hồng đậm, nhà em có màu hồng nhạt em đang mặc, nhà em có màu be, màu trắng sữa và màu đen ạ. Màu be, màu trắng sữa và màu đen các chị nhá. Các chị đợi em một lát để em tìm màu nào. Đây nhá, trong thời gian tìm em màu đen thì em sẽ giới thiệu màu luôn. Giới thiệu màu luôn này, mẫu này là màu vàng. Mẫu em đang mặc màu vàng, mẫu em đang mặc có màu vàng này. Mẫu nhà em đang mặc có màu đỏ đô các chị nhá. Mẫu nhà em đang mặc có màu hồng đậm ạ. Màu hồng đậm, màu trắng sữa nha các chị nhá. Màu trắng sữa. Màu em đang mặc là màu hồng nhạt, nhà em có màu be và nhà em có màu kem nữa. Thử đen đi chị ơi, ok thử đen nhá. Thử đen ạ. Ok em thử đen nào. Thử đen luôn nha các chị yêu của em nhá. 449k lại, đây là màu hồng đậm này. Comment 449 kèm màu kèm số điện thoại. Áo đỏ đô bao nhiêu đấy ạ? Áo đỏ đô là đồng giá à, màu áo đỏ đô này là 449k này. Áo đỏ đô này 449 nhá. Màu đen thì lát em sẽ thử, bây giờ là cái màu đen em vừa mới tháo ở em vừa mới bỏ trong túi ra, nên là phải cài lông vào đã, cài lông vào mũ đấy nhá. Nên là trong thời gian đợi chờ cài lông vào mũ áo thì em sẽ mặc màu đỏ đô luôn. Để chị yêu nào ưng màu đỏ đô là chốt cho em đỏ đô nha. Ưng đỏ đô là chốt cho em đỏ đô ạ. Ưng đỏ đô là chốt cho em đỏ đô này. Đây đỏ đô đây nha các chị yêu nha. Mẫu đỏ đô thì quá xinh luôn rồi. Đỏ đô này dáng mũ này quá là ok luôn nha. Đỏ đô dáng mũ quá ok luôn ạ. Đỏ đô thì cực kỳ là đẹp. Chị nào ưng đỏ đô là chốt cho em đỏ đô nào. 449 đỏ đô kèm cho em màu số điện thoại. 449 đỏ đô kèm số điện thoại giúp em nha. Đây là dáng mũ nhá. Dáng áo này là áo phao béo. Áo phao béo nha. Áo phao béo dạ. Nhà em này cái mẫu này là cùng một mẫu. Cùng một mẫu chị nhá. Đỏ đô với lại màu hồng nhạt nhà em vừa rồi là cùng một mẫu. Đều bán với giá là 449k. Ông màu nào là lấy cho em màu đấy. Ông màu nào là lấy cho em màu đấy nha. 449k các chị yêu nha. 449k nha. Nào nhanh tay comment này giùm em. Chị Lọc mới vào đang coi live thì ông mẫu này thì comment lên cho em luôn đi à, để em qua mẫu nào. Hôm nay nhà em có rất là nhiều mẫu phao muốn giới thiệu các chị yêu này. Rất là nhiều mẫu phao nha.
449k mẫu em đang mặc giá ngoài thị trường, và những cái shop khác đang bán cái mẫu này thì sẽ rơi vào tầm 500-600, thậm chí có 650 cái mẫu này. Nhà em, riêng nhà em bán trên livestream hôm nay với giá là 449.000 thôi. Đây là màu đen nhá. Rồi ok, mặc lên màu đen này. Mặc lên màu đen luôn nha các chị yêu nha. Đâu chị yêu nào mà ưng màu đen này. Ưng màu đen mà em mặc lên ưng là phải quất liền cho em. Đen 449 kèm số điện thoại dưới đây nha. Đen 449 kèm số điện thoại cho em ạ. Màu đen thì mặc rất là sang chảnh. Màu đen này mặc cực kỳ là sang chảnh luôn nha các chị yêu nha. Mẫu này các chị yêu mặc bất chấp mọi thời tiết cho em luôn. Mặc bất chấp mọi thời tiết cho em luôn nha. 449 kèm màu kèm số điện thoại dùm em để lên đơn hàng thành công. 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 449k thôi ạ. À. 449.000 là màu đen nha. Màu đen đây ạ. À. 449 nhanh ta nhanh nhá. Mẫu qua cái mẫu này là em qua mẫu. Mẫu màu đen này là em qua mẫu nha. À, áo len này em đang mặc bên trong. Ở gì nhỉ? Áo len em đang mặc bên trong là 99.000 nha. Áo len cổ cao 3 phân. Mẫu này là chuẩn len tâm nhá. Chuẩn len tâm luôn. Rất là đẹp. Đây màu đen này. Màu đen nha. Ông mẫu này quất liền cho em. Màu đen kèm cho em số điện thoại. Màu đen kèm cho em số điện thoại. Quán em ở 61 đường Lê Quý Đôn nhá. Cổng phụ Đại học Sư phạm ạ. Chị lấy nhà em có màu trắng chị ơi. Nhà em có màu trắng sữa đây này. Màu trắng sữa là một cái gam màu hot nhất thì không có lý lẽ là một cái mẫu này bên em không có màu trắng sữa cả. Đây nha, màu trắng sữa các chị yêu nhá. Lấy trắng sữa comment trắng sữa kèm với lại trắng 449 kèm số điện thoại cho em. Trắng 449 kèm số điện thoại cho em là cú pháp đặt hàng bên em nhá. Màu sắc kèm với lại số điện thoại. Màu sắc kèm với lại số điện thoại giùm em. Trắng 449 kèm màu kèm cho em số điện thoại. À nhầm, đã trắng rồi lại kèm còn kèm màu. Comment là 449 kèm màu kèm số điện thoại. 449 kèm màu kèm số điện thoại nha. Như thế là không uy tín đấy hả? Như thế là không uy tín đúng không? Mà như thế là sẽ gây cái kiểu khó chịu. Mẫu khác à? Mẫu khác đúng không? 449 mẫu này 449 à? Mẫu này 449 à? Một mẫu nữa bên em này, mẫu này là phao béo dáng ngắn nha. Phao béo dáng ngắn 449 này. Mẫu này nhà em bán với 449 nữa. Mẫu này là khóa đồng, 100% khóa đồng nhá. Mẫu này là 100% khóa đồng. Mẫu này dáng mũ không có lông nha. Mẫu này dáng mũ không có lông, chị yêu là mà không thích dáng mũ có lông thì có thể là lựa chọn cho em mẫu này nhá. Đấy, mẫu này nhà em có khóa có khuy cài nữa này. Khuy cài rất là điệu. Mẫu này khuy cài rất là điệu luôn nha. Màu này là màu hồng đậm nhá. Màu này là màu hồng đậm ạ. Màu hồng đậm này, áo này là áo phao mũ không có lông nha. Áo này là áo phao béo dáng ngắn và mũ không có lông. Mẫu này 60kg bon chen thoải mái cho em. Mẫu này comment là 449. Cái này ngắn 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nhá. Ngắn 449 kèm màu kèm số điện thoại. Mẫu này có màu gì nhỉ? Mẫu này có màu gì? Có màu gì? Mẫu này nhà em có màu hồng đậm nha. Ngắn 449. Mẫu này có màu đen không ạ? Mẫu này nhà em có màu hồng đậm thôi chị yêu nhá. Mẫu này nhà em có màu hồng đậm này. Phần tay rất là xinh này. Đó, phần tay rất là xinh luôn này. Mẫu này mặc lên nó rất là điệu. Mẫu này mặc lên nó rất là điệu luôn nha các chị yêu nhá. Mặc lên cực kỳ là điệu luôn ạ. 41 ngắn 449 kèm với màu hồng đậm kèm cho em số điện thoại. Mẫu màu này thôi à? Mẫu này nhà em có màu hồng đậm thôi nhá. Mẫu này nhà em có màu hồng đậm thôi ạ. Ngắn 449 kèm số điện thoại giùm em nào. Ngắn 449 kèm số điện thoại giùm em nha. Áo khoác gì nhà em có rất là nhiều mẫu, để em qua từ từ nhá. Qua mẫu từ từ cho các chị yêu luôn ạ. Chị Huyền Lê Trang lấy mẫu này comment lại cho em số điện thoại đi. Đấy, mẫu này comment là ngắn 449 số điện thoại giùm em. Ngắn 449 kèm số điện thoại cho em nào. Ngắn 449 kèm số điện thoại cho em nhá. Dạ, nhà em không ship nước ngoài chị nha. Nhà em không ship nước ngoài, nếu mà chị muốn mua cái mẫu này thì chị có thể là đặt hàng nhá. Đặt hàng rồi nhờ người thân ở Việt Nam lấy, họ không chuyển sang bên đấy cũng được chị nha. Nhà em không ship nước ngoài đâu ạ. 449 kèm số điện thoại của em. Ngắn 449 kèm số điện thoại cho em ạ. Ngắn 449 kèm số điện thoại cho em. Mẫu này nha, đẹp cực kỳ luôn ạ. Đó, màu này màu hồng đậm này, có khuy cài nhá, có khuy cài và có khóa kéo, cái chất liệu vải phao thì nó rất là đẹp. Mẫu này giá gốc nhà em, cái mẫu này bình thường các chị mua ở ngoài thị trường ấy, cái mẫu áo phao đẹp như thế này là rơi vào tầm 5-600, nó có chuyển khóa bình thường luôn. 5-600 nó chuyển khóa bình thường, khóa đồng nhá các chị nhá. Đây là khóa đồng, có mũ và có khuy cài nha. Chất liệu phao thì rất là đẹp.
lót các kiểu luôn nhá, lót trần bông rất là đẹp, lót trần bông rất là đẹp các chị nhá. Bốn comment này ngắn 449 kèm số điện thoại cho em. Dáng này là dáng ngắn này, chị nào mà không thích mặc dáng dài và dáng có mũ lông ấy thì mặc cho em cái mẫu này quá xinh luôn. Đó, có khuy cài luôn nhá. Mẫu này thì có khuy cài luôn này. Có khuy cài luôn nào, nhanh tay comment lại giùm em 449k nhá. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 449.000 nha. Ông ý đặt hàng luôn giúp em ạ. Ông ý đặt hàng luôn giúp em nào. Quá đẹp luôn, em nói thật các chị quá đẹp luôn nha. Rất là ấm. Rất là ấm, cái kiểu dáng nó rất là ok luôn nhá. Kiểu dáng áo phông. Để ok, em quay lại xong các chị ngắn dáng cho em luôn này. Em quay lại xong các chị ngắn luôn cho em nhá. Mẫu này thì các chị có thể là thoải mái kết hợp với lại quần jean với lại chân váy thoải mái cho em ạ. Rồi ok, em qua mẫu khác luôn nhá. Ok, em qua mẫu khác luôn. Nếu mà chị nào vẫn ôm mẫu này muốn đặt hàng comment là ngắn 449 kèm màu hồng đậm giùm em. Ngắn 449 kèm màu hồng đậm giùm em, kèm số điện thoại để lên đơn hàng nhá. Ok, lên phao à, lên dáng dài luôn đây ạ. Dạ, được kiểm tra thoải mái trước khi nhận hàng luôn nha. Bên em cho các chị yêu kiểm tra thoải mái trước khi nhận hàng và trước khi thanh toán bên em. À, mẫu này là mẫu rút eo nhá. Tiếp theo là mẫu rút eo các chị yêu này, mẫu rút eo nha, mẫu rút eo nhà em đây là dáng dài. Mẫu này là dáng dài màu hồng đậm này. Mẫu này là dáng dài màu hồng đậm các chị nha, dáng dài màu hồng đậm và mũ lông. Mẫu này quá là đẹp, mẫu này bao nhiêu nhỉ? Mẫu này nhà em mở bán với giá là 519k nha các chị yêu nha, mẫu rút eo. Mẫu rút eo này các chị mặc cái dáng, cái phần eo của mình nó rất là gọn. Đó, phần eo rất là gọn này. Mẫu này là rút eo trong nên nó không bị lộ nhé chị nhá. Rút eo trong nên là nó không hề bị lộ. Các chị có thể là mặc được hai dáng, dáng rút eo và dáng suông cho em. Dáng rút eo và dáng suông có thể là tùy điều chỉnh theo cái độ eo của các chị, tùy chỉnh theo eo, phần eo của các chị. Mẫu này 60kg vẫn bon chen vừa. Mẫu này nhà em có màu hồng đậm, màu kem, màu kem, màu be đúng không? Nhà em mẫu này có màu hồng đậm, màu be nhé chị yêu nhá. Dáng dài, mẫu này là dáng dài nhá. Dáng dài các chị yêu nha. Mẫu này là 510.000, comment là 510.000 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha. 510.000 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 510.000 quá xinh luôn này các chị em này. Mẫu này túi siêu rộng luôn nha. Mẫu này túi siêu rộng luôn này, mặc lên rất là đẹp. Mẫu này mặc lên quá đẹp luôn. Quá là đẹp luôn nha các chị nhá. Đây là phần túi giả, đây là phần túi giả tạo điểm nhấn ở mẫu váy. À, mẫu áo này nó không hề bị đơn điệu. 449 dáng dài. À em xin lỗi, 510.000 nha. Màu sắc kèm với lại số điện thoại giùm em. 510.000 màu sắc kèm số điện thoại cho em nhá. Xem áo vàng đi chị. Áo vàng nào chị ơi? Áo vàng dáng dài hay là mẫu nào ạ? Áo vàng của mẫu này hay là mẫu nào chị ơi? Comment rõ lên cho em, muốn hỏi mẫu nào thì comment rõ lên cho em nha. Shop em ở Thái Nguyên chị nhá. Shop em ở cổng phụ trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trên đường Lê Quý Đôn chị nhá. Số 61 đường Lê Quý Đôn ạ. Khóa bằng gì ạ? Mẫu này là em là khóa nhựa này. Mẫu này là khóa nhựa chị nhá. Khóa nhựa và rút eo. Rút eo rút bên trong nhá. Mẫu này là rút eo bên trong nên nó không hề bị lộ. Rút eo bên trong nó rất là gọn. Thứ nhất là nó rất là gọn mà nó không hề bị lộ. Các chị có thể là thoải mái và nó không bị lồi thôi, nó không bị kiểu như là cái này nó bị thò ra ngoài ấy. Đấy nhìn nó rất là gọn gàng. Rất là gọn gàng các chị nhá. À áo vàng sau lưng á. Áo vàng sau lưng là mẫu. Đây đúng không ạ? Áo vàng sau lưng này đúng không chị ơi? Áo vàng sau lưng nhà em đang bán với giá là 449k nhá. 449k, mẫu này là dáng dài. Mẫu này là dáng dài phao béo nhá. 60kg bon chen vừa cho em. 449 quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ông cái mẫu này comment là ok chị Nguyễn Hoài Thu, ngần 449 hồng đậm cho chị Hoài Thu nhá. Ngần 449 hồng đậm là cái mẫu không có mũ lông đúng không ạ? Rồi ok chị Hoài Thu nha. Rồi các chị cứ đặt hàng cho em đi. Ông người mẫu nào đặt hàng cho em mẫu đấy. Mẫu này là 449k. Comment ạ. 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Mẫu này nhà em có màu vàng này. Đó. Chị nào ông người mẫu này thì quất luôn cho em đi. Mẫu này nhà em có màu gì nhỉ? Cứ mà hỏi màu bè cũng ừ. Mẫu này nhà em có màu hồng đậm nha. Chị là ơn mẫu này comment hồng đậm lên cho em nhá. Chị Khánh Ngân ơn người mẫu màu vàng đang treo rất là nhiều chị đang quan tâm này. Em giới thiệu lại nhá. Màu vàng đang treo là cái mẫu này luôn nhưng mà trên cao là em không tiện lấy xuống đây nha. Màu vàng đây ạ. À, màu vàng đây 449k kèm màu sắc kèm số điện thoại cho em nhá. Rằng chị Nguyễn Hoài Thu 42kg có mặc vừa không? Mặc vừa chị ơi. Mẫu này nhà em bao cân nặng từ 40 cho đến 60kg nhá. Từ 40 đến 60kg. Chị yêu nào ơi thì mẫu này comment là 510.000. 510 510 510 kèm hồng đậm kèm số điện thoại cho em là dáng dài. Ok để em qua mẫu khác nhá. Qua mẫu liên tục cho chị yêu luôn để các chị mua hàng là phải đặt nhanh cho em luôn tại vì em qua mẫu nhanh lắm. Qua mẫu nhanh lắm xong lát nữa các chị hỏi mẫu nào là em không nhớ đâu. Nên là ơn là đặt luôn cho em. Đây nha, một áo phao này là mẫu này đẹp thế. Mẫu này quá đẹp luôn này các chị này.
dáng mẫu mẫu này là dáng dài 449. Mẫu này là phao dài 449k nhá. Quá xinh luôn các chị yêu nha. Quá xinh luôn, nó là cái kiểu dáng nhưng nó rất là ôm form luôn này các chị này. Đây khi em mặc lên nhá thì các chị thấy nó rất là ôm form luôn, kiểu dáng nó hơi xòe ở phần dưới chữ A. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Phao ngang mông có chị nhá. Phao ngang mông là cái mẫu 449 màu vàng này này. Là chùm mông. Mẫu này là 449 màu vàng là chùm mông nhá. 449 màu vàng. Mẫu đấy nhà em có màu kem, mẫu đấy nhà em có màu hồng đậm, màu đỏ, màu đen nha. Đây, mẫu chị ơi, đây màu này là màu hồng này. Mẫu này có màu gì? Mẫu này nhà em còn một con này thôi này. Mẫu này nhà em còn một con. Một con này thôi nhá. Một con này đang bán với giá là 449 chị yêu nào. Ông là nhanh tay cốt liền cho em đi. Đẹp quá đẹp luôn các chị ạ. Quá đẹp luôn. Comment cho em là phao dài 449 nhá. Các chị nhìn mũ lông này. 449k. Các chị nhìn cái phần mũ lông này. Đó, cái phần mũ lông này rất là đẹp luôn. Mặc lên dáng này quá xinh luôn nha. Quá xinh luôn ạ. 449 phao dài 449 kèm số điện thoại từ nhà giúp em nhá. Nhà em còn một con duy nhất này thôi. Nhà em còn đúng một con duy nhất này thôi ạ. Dành cho chị làm mà nhanh tay để lại comment cho em 449. Phao dài 449 kèm số điện thoại cho em. Mẫu này quá xinh rồi. Mẫu này là một siêu phẩm rồi. Quá siêu phẩm rồi đấy các chị nha. Mẫu này là khóa nhựa nhá. Khóa nhựa. Có phần túi, túi có khóa nhá. Túi có khóa kéo luôn này các chị này. Túi có khóa kéo, túi siêu rộng luôn nha. Túi siêu rộng. 449 phao dài 449 kèm số điện thoại giùm em. Còn một con duy nhất này thôi này. Còn một con duy nhất nha. Một con duy nhất này này em sẽ để lại cho chị nào mà để lại số điện thoại nhanh nhất và sớm nhất. 449 phao dài. Đây cái dáng mũ là sao này. Cái dáng mũ mà không đổi để đằng sau nhá. Mẫu này quá xinh luôn rồi ạ. Mẫu này quá xinh luôn rồi ạ. Quá xinh luôn nha các chị yêu nha. 449 kèm với lại số điện phao dài 449 kèm số điện thoại cho em. Là chị yêu nào ưng mẫu này không nhở? Chị nào ưng cái mẫu này cốt liền cho em đi nào. Phao dài 449 nào. Phao dài 449 kèm số điện thoại giùm em nhá. Mũ lông quá xịn, mũ lông nó rất là đẹp. Đây mũ lông đây, mẫu này là tháo được nhá. Tháo được rời cái lông này ra cho em. Cái mũ này là các chị giặt thì có thể là tháo được rời cái lông này ra cho em nhá. Rồi ok, em qua mẫu luôn nha. Em qua mẫu luôn đây ạ. Em mặc lại cái mẫu phao vàng này nhiều người. Ok nha, em mặc lại mẫu phao vàng này. Em mặc lại mẫu phao vàng các chị yêu nha. Mẫu phao vàng này, mẫu này là đến mông này. Mẫu này ngang mông nhá. Mẫu này ngang mông. Đó, phao vàng bên em 449 nha. Phao vàng bên em 449.000. Có màu vàng, màu hồng đậm, màu hồng nhạt, màu đen, màu trắng sữa và màu be. 449k, mẫu này quá xinh luôn, túi hộp nhá. Mẫu này là dáng túi hộp bên em này. 449 kèm màu, kèm số điện thoại giùm em. 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào các chị yêu ơi ạ. Phao dáng ngắn. Đây chị ơi, mẫu này là dáng quá mông này. Mẫu này là dáng đến mông. Mẫu này là dáng đến mông nhá chị nhá. Không biết là chị yêu quan tâm phao dáng ngắn đến đâu thì đợi em một lát để em qua mẫu. Đợi em một lát để em qua mẫu. Đây là màu vàng này. Mẫu này bên em đây màu vàng 449 nha. Đẹp cực kỳ luôn. Quá đẹp, quá xinh luôn này các chị yêu này. Quá đẹp, quá xinh luôn. Mẫu này ngoài thị trường mua các chị phải rơi vào tầm 500-600. Có những cái shop mà nó bán tầm 650.000 cái mẫu này luôn. Nhà em mẫu này đang bán với giá đó là mẫu này nhà em đang bán với giá đó là 449. Comment là 449. Ok chị Nga Nguyệt, 449 phao vàng cho chị Nga Nguyệt luôn nha. Cho chị Nga Nguyệt luôn ạ. À. Làm nhanh tay comment cho em đây là màu vàng nhá để em mặc lên giá mẫu này màu khác luôn. Mặc lên giá mẫu này màu khác có chị nào thích đỏ đô không ạ? À? Có chị nào thích đỏ đô không ạ? À? Để em mặc lên đỏ đô nào. Chị nào thích đỏ đô không ạ? À? Để em mặc lên giá mẫu này đỏ đô các chị yêu nhá. Đây đỏ đô bên em đây. Đỏ đô bên em hồng nhạt nữa và màu đen màu kem nữa nha. Nhiều ký mặc vừa, mẫu này các chị 40 ký đến 60 ký vừa. Mẫu này siêu phẩm này. Siêu phẩm bên em, mẫu này hiện tại đang là mẫu này bán chạy hàng nhất, doanh số kỷ lục nhất tháng này luôn nha. Doanh số kỷ lục nhất tháng này luôn là cái con này luôn nhá. Đẹp quá đẹp luôn và giá quá là yêu thương, quá là hợp lý. Các chị được đồng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và trước khi thanh toán. Đồng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Màu đỏ đô. Mẫu này là dáng béo nhá, dáng béo. Mẫu này là dài ngang mông cái mẫu này này. Mặc lên là rất là nhìn nó rất là tin luôn. Mẫu này mặc lên nó rất là tin luôn này. Đó, ok các chị nha. Ưng mẫu này comment 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Màu đỏ đô này. Mẫu này thì phao lót bông lót trần bông rồi. Mẫu này là lót trần bông nên nó cực kỳ là ấm. Đẹp từng đường kim mẫu chị em nói thật các chị quá đẹp luôn. Mẫu này quá đẹp luôn này các chị này. Quá đẹp luôn, chất liệu vải nó rất là dày dặn, nó mặc cực kỳ ấm và nó rất là nhẹ luôn. Cái này là chất liệu phao nó rất là nhẹ, chất liệu phao nó rất là nhẹ nha.
mũ lông này có thể là tháo rời ra cho em. Không tháo được mũ nhá, tháo được cái phần lông này thôi này. Tháo được phần lông này thôi. Khi nào mà các chị giặt máy giặt đấy, giặt máy giặt mà sợ cái lông này nó bết hoặc là nó bị rụng này thì tháo lông cất đi cho em. Tháo lông cất đi cho em và giặt áo thôi. Lúc nào mà mặc thì mình lại cài lông này vào nhá. Nhìn nó rất là đẹp, quá đẹp luôn. Màu này là màu hồng, màu này là màu đỏ đô nè. Đỏ đô ạ, 449 đỏ đô kèm số thời mét. À mẫu này không có dây kéo eo trong nhá chị nhá. Mẫu này là dáng suông, không có dây kéo eo trong đâu ạ. Không có dây kéo eo trong chị nhá. Túi hộp, dáng túi hộp và phần này là có túi giả. À phần này là có thiết kế may túi nhỏ luôn này. Thiết kế may túi nhỏ, túi hộp. Cái này mẫu này thì hầu như là toàn túi hộp. Túi hộp mà cái túi ở áo này, tay áo này cũng là túi hộp luôn, nhìn nó trẻ trung. Nhìn nó trẻ trung và nhìn nó cá tính cực kỳ luôn nhá. Trẻ trung và cá tính cực kỳ luôn ạ. Rồi ok, em sẽ qua một mẫu phao mới bên em nhá. Phao 469. Mẫu phao mới bên em, mẫu này thì quá đẹp. Ôi, mẫu này quá đẹp này các chị này. Mẫu này quá đẹp luôn. Mẫu phao dáng béo dáng ngắn nhá. Mẫu phao béo dáng ngắn bên em đây ạ. Phao béo dáng ngắn nha. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 469.000. 469.000 các chị yêu của em nha. Khóa đồng 100% luôn. Khóa đồng 100% luôn nha. Đó. Mẫu này thì quá xinh luôn rồi này. Có chun ôm nha. Có chun ôm ở phần ống tay. Dáng mũ quá đẹp luôn. Mẫu này mũ của nó là mũ pha mọi người nhá. Cái mũ pha rất là đẹp luôn. Mũ pha màu các chị nhá. Mũ pha màu này. Và ở phần dưới này có phần dây nhá. Phần dây này các chị có thể điều chỉnh cái phần eo dưới của, cái phần thân gấu áo nhá. Phần gấu áo. Đó đây. 469k. Nhìn mẫu này nhà em có màu hồng. Mẫu này nhà em còn duy nhất một chiếc màu hồng. Chị yêu nào ôm mẫu này quân điền cho em. Áo mũ pha này. Mũ pha này các chị này. Đây này mũ pha này như thế này này. Mũ pha màu như thế này ạ. À? Đó, nhìn nó lổi bật cực kỳ. Lổi bật cực kỳ luôn nha các chị nhá. Để em kéo khóa cao hơn một xíu nha. Comment là 469 hồng đậm kèm số điện thoại giùm em. 469 hồng đậm kèm số điện thoại cho em nha. Áo pha, pha mũ pha nhá. Mũ pha dáng ngắn màu hồng đậm. Mẫu này siêu đẹp luôn. Em nói thật với các chị, mẫu này siêu đẹp luôn nhá. Túi siêu rộng nhá. Túi siêu rộng luôn các chị yêu nha. 60kg đến 40kg bon chen cho em. 60 đến 40kg bon chen cho em mẫu này. 60 đến 40 ký bon chen cho em mẫu này nha. Quá đẹp luôn ạ. 349. 349 nhá. Rồi ok chị yêu nào, ông mẫu này quất liền cho em để em qua mẫu nào. Ông mẫu này quất liền cho em đi ạ. 469 kèm mẫu cho em số điện thoại nhá. 469 kèm số điện thoại. Áo phao, mũ phao. 469 kèm số điện thoại để lên đơn hàng luôn. Nhà em còn đúng một con duy nhất thôi. Nhà em còn đúng một con duy nhất cho chị là nhanh tay để lại cho em số điện thoại. Đấy là ông mẫu nào các chị quất liền cho em mẫu đấy đi. Tại vì là đôi khi là những cái mẫu này nhà em chỉ còn một con thôi này. Mẫu này chị cao 1m bao nhiêu? Mẫu này em mặc đến mông, em cao 1m63 em mặc ngang mông. Mẫu này em cao 1m63 em mặc ngang mông chị nhá. Còn em không biết là chị cao 1m bao nhiêu. Mẫu này là dáng ngắn mặc ngang mông chị nhá. Mẫu này là dáng này cũng không phải là ngắn lắm. Nói chung là mẫu này là dáng bình thường. Dáng ngắn bình thường, mặc đến mông chị ạ. Mẫu này mặc đến mông. Rồi ok nhá. Chị nào ôm mẫu này comment là 469 kèm cho em số điện thoại để em qua mẫu áo khác bên em nha. Có rất là nhiều chị hỏi em là những mẫu áo dáng ngắn này, em lên một vài mẫu áo dáng ngắn này. Mẫu này siêu đẹp luôn này, màu vàng. Mẫu này còn mấy cái nhá. Mẫu này nhà em đó là áo phao dáng ngắn, mẫu này mặc mông này, trên mông. Phao dáng ngắn 349k mẫu em đang mặc. Áo em đang mặc 349k màu vàng. Nhà em mẫu này chỉ có màu vàng thôi. 349 mẫu này là dáng ngắn nhá. Dáng ngắn có túi có khóa kéo. Túi có khóa kéo nha. 349 cao 1m62 thì tầm em chị nhá. Chị cao 1m62 mà cái bộ áo phao 469 kia tầm em. Tầm em chị ạ. Em nặng 45kg. Em nặng 45kg cái mẫu đấy. Tại vì nó là cái dáng áo phao béo này em bao các chị mặc từ 60kg cho đến 40kg mặc vừa cho em. À xem áo phao có kéo dây trong á. Áo phao có kéo dây trong thì còn một cái thôi đúng không nhở? Còn một cái thôi đúng không? Áo phao kéo dây trong nhà em còn đúng một con này thôi ạ. À. Đúng một con đang bán với giá là 510.000. 510.000 nhá chị yêu nhá. Áo phao kéo có dây trong nhà em còn màu hồng đậm còn đúng một con nha. Còn đúng một con nhá. Chất liệu phao này các chị yêu này quá đẹp luôn. Quá đẹp tốt trần bông bên trong luôn nha. Ưng mẫu này comment. Chị nào đang quan chị Phương Nguyễn đúng không ạ? Chị Phương Nguyễn quan tâm mẫu này comment là 510.000 kèm cho phao dài 510.000 kèm cho em số điện thoại. Phao dài 510.000 kèm cho em số điện thoại còn đúng một con duy nhất thôi. Mẫu đấy thì em đã mặc lên dáng rồi. Còn đúng một con duy nhất thôi ạ. Có áo là màu cam đất không ạ? Có rất là nhiều luôn.
rất là nhiều các chị yêu. Đợi em từ từ để em qua mẫu nha. Là chị nào quan tâm mẫu này 349k này, phao dáng này là phao dáng ngắn, có bo chun nhá, có bo chun ở phần gầu áo và phần ống tay, bo chun là bản to nhá, bo chun là bản to nên là các chị mặc thoải mái, không hề bị sợ bị cái chun này co giãn rất là tốt này, không nhão, chun này co giãn rất là tốt các chị nhá. 349 kèm màu, 349 kèm số điện thoại giùm em, 349 kèm số điện thoại bên giùm em nha. Chất liệu bên trong đây ạ, mẫu này có khóa kéo ở túi nhá, có khóa kéo ở túi ạ, tháo được mũ à? À mẫu này nha, mà khóa kéo mũ nào, tháo được mũ ra, các chị không muốn, các chị không muốn mặc cái có mũ này thì các chị khóa tháo mũ ra nha, tháo mũ ra cho em nhá. Có thiết kế cổ luôn này, có thiết kế cổ, nói chung là mẫu này rất là đẹp. Ok chị Lily, phao dài 510.000 cho chị Lily nha, phao dài 510.000 cho chị Lily ạ. Áo phao 469 có màu, dạ áo phao 469 nhà em có màu sữa, có màu đen với lại màu ấy nhá. 4469 là mẫu nào nhỉ? À 469 là mẫu này đúng không? Có màu gì? Mẫu này có màu gì? 469 469 mẫu pha ấy, có màu gì? 469 nhà em có màu này thôi nhá. Còn một con màu này thôi ạ. 469 nhà em có một con này thôi này. 469 nhà em có một con này đấy. Các chị yêu nào mà ưng là phải đặt hàng luôn cho em. Ưng là phải chốt luôn cho em đi nha. Không là nhà em có đôi cái mà có một con, tại vì nó hàng rất là độc. Đôi cái còn một con thôi. Còn một con nên là nhà em chốt cho chị nào, để lại số điện thoại nhanh nhất và sớm nhất nha. Áo pha 469 thì có màu hồng đậm thôi ạ, mũ pha. Nếu chị nào ưng mẫu này comment là 369. À 349, 349 kèm số điện thoại giùm em này. 349 kèm số điện thoại cho em các chị yêu nhá, để chốt luôn cho em mẫu này màu vàng. Mẫu này màu vàng nha. Rồi ok, em sẽ qua một mẫu nữa nhá. Qua một mẫu nữa bên em này các chị yêu này. Mẫu này nhà em nó bán với giá là 250.000. Màu này là màu xanh, màu này là màu xanh chợ ra trời ý. Màu xanh ra trời quá đẹp luôn, 250.000. Mẫu này rất là xinh nhá chị nhá. Mũ lông, phao nhà em thì hầu hết là hàng mũ lông nha. Giá bao nhiêu vậy chị? Mẫu nào giá bao nhiêu ạ? Mẫu nào em mặc lên người là em báo giá mẫu đấy rồi. Mẫu màu vàng em vừa mặc lên người đấy là 249. 249 còn mẫu đâu, mẫu này. Ờ mẫu này là 349 nhá. Mẫu màu vàng em mặc trên người vừa rồi là 349. Ok, chốt cho chị Lương Thủy. À nhưng mà tưởng ok cho chị Lương Thủy thắt eo. Có một chị comment trước mà. Cho chị Lương Thủy thắt eo này. Chốt thoải mái ạ. Có 3 cái, có 3 con. Ok nha, tại vì là ôi mẫu này xinh quá, mẫu này quá xinh luôn này các chị yêu này. 250.000, 250.000 nha. Đó, đẹp cực kỳ. Comment mẫu này là 250 kèm màu, kèm số điện thoại giùm em. 449 còn vàng không chị? 449 còn vàng. 449 còn vàng đây nhá chị nhá. 449 còn vàng. Ông mẫu này comment là 449 vàng kèm số điện thoại giùm em. 449 vàng kèm số điện thoại giùm em nha. Mẫu này nhà em có hai màu, mẫu em đang mặc 250.000 có hai màu. Có hai màu là màu xanh và màu hồng. Màu xanh và màu hồng nha, mẫu này mặc siêu đẹp. Mẫu này mặc siêu đẹp luôn này chị này, 250.000. 250.000 60kg trở xuống bon chen cho em, 250. Áo bạn mặc cái gì ạ? Dạ áo em mặc dày quá dày luôn chị nhá. Áo nào cũng dày luôn, nói chung là áo phao bên em là hàng rất là đẹp rồi. Hàng rất là đẹp rồi các chị này. Đây là cái giá mũ em, đây là cái giá mũ này. Giá mũ phần mũ lông này quá đẹp luôn nhá. Phần mũ lông này quá đẹp, các chị có thể là tháo được cái phần lông này ra. Tháo được phần lông này ra nhá, để em đội cái mũ lông này lên. Các chị ngắm dáng mũ cho em này. Trời ơi quá xinh luôn. Người ta nói là quá xuất sắc luôn các chị ạ. Người ta nói là quá xuất sắc luôn này, cái mũ lông này. Đó, mũ lông các chị yêu nha. Đây nha các chị nhá. Đây là dáng này, là dáng mũ lông này. Để em cái, em rồi mũ này các chị comment mũ. Ok chị Thiên Lý chốt phao xanh 250 cho chị Thiên Lý này. Chốt phao xanh 250 cho chị Hứa Dung nha. Mặc mẫu bộ ok bộ 449 vàng, đợi lát nữa em qua mẫu này thì em sẽ mặc lại nhá. Đấy nhanh tay chốt cho em phao xanh 449 nha, em có màu hồng nữa. Mẫu này nha em có màu hồng nữa, mặc lên màu hồng luôn nhá. Chị nào chốt phao xanh 250 thì cứ comment lên cho em phao xanh 250. Cái gam màu hồng này là cái gam màu hồng hồng nhạt, nên cái gam màu hồng này rất là đẹp này. Cái gam màu hồng này siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha, cái mẫu này rất là đặc biệt. Mẫu này này có phần bo chun này, phần bo chun ở gấu nha, phần bo chun ở gấu nên là các chị mặc lên nó rất là ôm. Phần bo chun co giãn cực kỳ là thoải mái khi các chị mặc lên nó rất là ôm. 250 màu hồng kèm số điện thoại giùm em. 250 nhà em có màu hồng, 250 nhà em có màu xanh. 250 cái mũ lông này rất là đẹp. Mũ lông này quá đẹp luôn các chị nhá. Mọi người đừng có hỏi là mất ship không mọi người ơi. Thế mọi người đi xem còn chạy sao? Bao giờ đổ nước nọc
vào mà xe nhà em vẫn chạy thì em miễn phí ship cho các chị yêu được chưa ạ? Bao giờ mà xe không cần đổ xăng cũng đi được thì nhà em miễn phí ship cho các chị thoải mái luôn. Đó, nhà em bán với giá cực kỳ là rẻ, bán hầu như là sát với giá gốc rồi nhá. Nếu mà cái mẫu này bên em bán với các chị như ở ngoài thị trường, cái mẫu này là 400.000 thì nhà em miễn phí ship cho các chị thoải mái. Mẫu này nhà em bán 350-400.000 em miễn phí ship cho các chị thoải mái luôn. Đây nhá, màu hồng đấy nhá, có bo chun ở cái phần ống này nên là nó cực kỳ là ôm. Lông cực kỳ là to và dày. Đấy, mũ lông cực kỳ là đẹp. Em nói thật với các chị, cái mẫu này là đắt nhất, là cái kiểu này nó đắt, nó kiểu như là còn bao trắng đắt tiền nhất là. Ôm nó cũng đúng nhầm rồi. Phao trám á? Ok, lát nữa sẽ qua một mẫu phao trám nữa. Nào chị yêu nào, ưng mẫu này comment là hồng 250 kèm số điện thoại giùm em. Hồng 250 kèm số điện thoại giùm em. Nhà em có màu xanh nữa. Nhà em có màu xanh nữa nha. Đây màu hồng đây chị ơi, màu hồng em lên luôn cho các chị yêu đây ạ. Màu hồng lên luôn cho chị yêu luôn. Cái mẫu này là em thấy nó đắt tiền nhất luôn, nó ăn tiền nhất ở cái mũ lông này này các chị này. Cái mẫu này nó ăn tiền nhất ở cái mũ lông này luôn, quá đẹp luôn các chị nha. Mũ lông quá đẹp luôn này. Đây là màu hồng nhá các chị nhá. Dạ được chị ơi, chưa nhà em trong buổi live đổi cho các chị thoải mái, các chị ưng mẫu nào? Ưng mẫu nào thì đổi cho các chị thoải mái luôn, không những đổi màu mà đổi sang mẫu khác được luôn nha. Nhà em bán hàng cực kỳ là dễ luôn ạ. Cực kỳ là dễ, ưng là chốt luôn cho em. 250 màu hồng, 250 màu xanh kèm số điện thoại cho em. Mẫu này quá đẹp luôn rồi. Mẫu này quá đẹp luôn nhá. Túi này, túi siêu rộng luôn. Túi siêu rộng luôn nha các chị yêu nhá. Đấy, màu hồng đây. Sáng lên sau đây nha. 250 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nào để em qua mẫu khác nhá. Rồi ok, qua mẫu luôn nha. Ok chị Thiên Lý nhá, đổi cho chị Thiên Lý sang màu hồng 250 đúng không ạ? Phao này nhà em free size 60kg bon chen thoải mái cho em. 60-40kg bon chen thoải mái cho em nha. Nhanh tay đặt hàng cho em trong vòng 5 phút cuối đi ạ. Đặt hàng trong vòng 5 phút cuối để em qua mẫu nào. Màu hồng hoặc màu xanh 250 kèm số điện thoại giùm em. 250 màu sắc kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công luôn nhá. Rồi ok, em mặc lên giá mẫu này màu khác nhá. Em mặc lên mẫu khác luôn các chị nhá. Em mặc lên mẫu khác luôn, nó là một cái mẫu trám. Phao trám bên em này. Phao trám bên em mẫu này bao nhiêu nhỉ? Mẫu này bao nhiêu nhỉ? Đây, em mặc lên giá luôn thì mẫu này thì em chưa biết giá. Mẫu này là phao trám bên em này. À 469. 469 vàng. 469 nhà em không có vàng đâu. 469 nhà em chỉ có một màu hồng thôi. 469 nhà em màu hồng thôi chị ạ. Đây là phao 419 nha, ôi quá đẹp luôn các chị yêu nha. 419 nha, quá đẹp luôn này các chị yêu này. Phao trám 419, đây có mũ này. Phao trám 419 kèm cho em số điện thoại. Phao 419 kèm số điện thoại cho em thôi. Phao 419 kèm số điện thoại cho em thôi nhá. Xinh cực kỳ luôn, mẫu này thì mặc quá xinh luôn này. Mẫu này mặc quá xinh luôn. Đó, 419 thôi. Còn mấy chiếc nhở? Mẫu này nhà em còn đúng một con nhá. Mẫu này nhà em còn đúng một con, bán với giá là 419. Còn đúng một con 419 này. Chị yêu nào ơi, mẫu này comment là màu đẹp lắm các chị ạ. Màu này đẹp lắm. Màu này siêu đẹp luôn, bo chun này. Mẫu này có bo chun nhẹ ở phần gấu nha, nên khi các chị mặc lên nó rất là ôm form. Rất là ôm form, 60kg bon chen thoải mái cho em mẫu này. Có phao dáng dài, có chị ơi, phao dáng dài nhà em có. Phao dáng dài mẫu nào nhà em cũng có, về hàng trăm mẫu phao cơ. Về hàng trăm mẫu phao cơ đấy, các chị cứ từ từ nha, từ từ em qua mẫu từ từ. Cứ cố gắng theo dõi like, kiên trì theo dõi like là sẽ tìm được mẫu ưng ý luôn. Đây là phao trám màu hồng đậm 419k. 419 nhá, comment là 419 kèm cho em số điện thoại. 419 kèm số điện thoại giùm em để chốt luôn con này ạ. Chốt luôn con này nào, áo chị mặc. Dạ mẫu này nhà em free size chị nhá. Áo phao này nhà em free size. Áo phao nhà em free size cho các chị yêu từ 60kg đến 40kg bon chen vừa cho em. Từ 60 cho đến 40kg là bon chen, mẫu này thoải mái cho em này. 419 nhá, 419, 419 thì comment là 419 kèm số điện thoại giùm em. 419 kèm số điện thoại cho em nào. Ok chị yêu nhá, phao gì ạ? Phao trám 419 cho chị. Phao trám 419 chị nhá, 419.000. 49. 419 chắc là lại rơi mất của em số 1 rồi, rơi mất của em số 1 nha. Chị Nguyễn Thị Thu Hà nhá, mẫu này là 419 nhá. Ok, nào lên màu vàng. À chị Nguyễn Thị Phượng là đợi 449 màu vàng rồi đúng không ạ? 449 màu vàng lâu lắm rồi. Ok, nào lên lại 449 màu vàng nhá, lên lại 449 màu vàng. Cái mẫu này là quá hot rồi các chị này. Mẫu này nó là siêu phẩm bên em rồi. Đó là siêu phẩm bên nhầm không? Đúng không? Đây nha, 449 màu vàng đấy chị ơi. Áo hồng đậm màu sau. Ok, lát nữa em sẽ lên tất cả luôn. Lên tất cả luôn các chị yêu, cứ đợi em luôn nha. Phao rút eo không? Phao rút eo nhà em còn. Phao rút eo nhà em còn 510.000. Phao rút eo màu hồng đậm 510.000. Mẫu này là 419. À mẫu này là 449 này. Nhiều phao quá nên là em nhầm. 449.
màu vàng đấy ạ, 449 màu vàng. 449 nhà em có màu hồng đậm, 449 nhà em có màu đỏ đô, 449 nhà em có màu hồng nhạt và 449 nhà em có màu be, có cả màu đen túi hộp các chị nhá. Túi hộp. Dạ vâng ạ, 449.000 mẫu này chị Diễm Quỳnh nha. Ưng màu nào comment 449 màu sắc kèm cho em số điện thoại luôn nha. 449 màu sắc kèm số điện thoại luôn cho em để chốt luôn con này đi ạ. Màu vàng quá đẹp luôn nha. Màu vàng quá đẹp luôn này. Áo phao rút eo hồng đậm em dơ nhìn đi nhá, tại vì là rồi ok, lát nữa tìm, tại vì là khách đang thử cái mẫu đấy rồi, khách đang thử cái mẫu đấy nên là các chị đợi em một lát để em sẽ giữ, em dơ lên cái áo phụ pha rút em hồng đậm đây. 449 đây, rất là nhiều chị quan tâm mẫu này và mẫu này nó là siêu phẩm bên em rồi, siêu phẩm bên em rồi, vô đét rồi các chị yêu nhà, quá đẹp luôn, quá chị đẹp ơi. Luôn này, 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đi ạ. Ai chốt cái mẫu này thì comment nhanh giúp em nha, comment nhanh giúp em nha. Nhanh giúp em nào, 2 phút thôi nhá. Tại vì để em còn qua những cái mẫu khác, dành thời gian cho những cái mẫu khác bên em luôn. Nhà em về hàng trăm mẫu phao cơ nên là sẽ phải. Hả? Bây giờ á? Ôi bên kia thì cứ thoải mái. Bên kia 5 rưỡi vẫn ok. 449 nha, ok, 449 hồng đậm đúng không ạ? Ok chị yêu, 449 hồng đậm em mặc lên giá luôn nhá. Cái gam màu nào bên em cũng đẹp luôn, màu này là màu vàng mù tạt này. Màu này là gam màu vàng mù tạt, áo này có màu sữa hoặc màu trắng không ạ? Có nha chị nha, có màu trắng trắng sữa, màu trắng sữa chị ạ. Màu hồng đậm nữa nhỉ? Chờ đợi em một lát nhá, 449 hồng đậm. Có màu trắng sữa không? Mặc lên trắng sữa nào. Ok nhá, đợi em tìm màu hồng đậm. Trong thời gian mà đợi chờ nhà nhân viên nhà em tìm hồng đậm, em thử lên màu trắng sữa luôn nha. Em thử lên màu trắng sữa, em sẽ cố gắng thử tất cả các màu luôn đấy các chị, cứ yên tâm nhá. Tại vì là em không muốn để trống một thời gian nào hết này, em sẽ mặc lên màu trắng sữa. Đợi em mà tìm thấy màu hồng đậm này em mặc lên hồng đậm luôn. Đây chị nha, 449k màu trắng sữa đây ạ. Áo em đang mặc là 449.000. 449.000, nhà mình có Shopee không hả? Nhà em có Shopee chị nhá. Nhà em có Shopee đấy ạ. Đây là 449.000 màu trắng sữa đây nha. Chị nào hỏi màu trắng hoặc màu sữa, nhà em có màu trắng sữa. Nhà em có màu trắng sữa nha. Áo em đang mặc là 449.000. 449.000 nha. Nào ưng ý đặt hàng luôn giúp em. Mẫu này là túi hộp. Mẫu này là túi hộp các chị nhá. Trắng sữa. Comment là 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em. 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nhá. Lát nữa có ai like không hả? Nào chị yêu nào, mẫu này chốt luôn cho em nào, chốt luôn cho em đi ạ, để em tìm màu hồng đậm nhá. Đợi em một tí, em tìm màu hồng đậm để em mặc lên dáng luôn. À có cả màu đỏ này, màu đỏ siêu phẩm bên em luôn. Bản thân em thì em thích nhất cái màu đỏ này, nhìn nó rất là ok, mặc lên dáng cực kỳ ok luôn. Nào 449 kèm màu trắng sữa cho em nhá. 449 kèm màu trắng sữa cho em, màu hồng đậm đúng không nhỉ? Đây là màu trắng sữa này, để em mặc lên màu cái gì ạ? 469. 469. À 469 là cái áo pha màu đúng không chị? Áo pha màu, đợi em một lát nhá. Áo pha màu đâu nhỉ? 469. Tại vì nhiều pha quá nên là em phải tìm. Đây 469 đây nhỉ. Sao ơi? À cái mẫu này là 469 đó. À. Đây là màu này là màu trắng sữa này. Em mặc lên giá màu đỏ luôn nha. Đợi em một lát em tìm mẫu, để em tìm mẫu 469. Tại vì nhiều pha quá, từ từ. Các chị cứ từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Đây màu đỏ đây, màu đỏ đỏ đô đây này. Các màu đỏ bên em đây. 449. Đây 449 đỏ đây chị Huyền Trang ơi. 449 đỏ đây ạ. Đây nhá chị nha, 449 đỏ đô đây. Ơi 469 đây. Ok chị nha, đây là màu đỏ đô này. Đây là màu đỏ đô nhá. Màu đỏ đô đây chị ơi. Đỏ đô, comment 449 kèm với lại màu đỏ đô kèm số điện thoại giùm em. 449 đỏ kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng thành công luôn nha. Các chị nhìn có rõ không? Các chị nhìn có rõ không ạ? Sao tự nhiên lại đen thế này nhỉ? Các chị nhìn thấy có rõ không? Em thấy tự nhiên, em chẳng biết là bấm vào đâu rồi tự nhiên đen quá, tối quá. Đây nha, màu đỏ đô đây ạ, màu đỏ đô đây. Sao vậy nhở? Sao từ từ, các chị đợi em một màu hồng đậm 449 đi chị. Ok, màu hồng đậm đợi em một lát nhá. Lên đen nữa đi chị, mẫu xếp em. Ok, các chị đợi em một lát nha.
Đây chị nha. Nào chị nào, ốc mẫu này đặt luôn cho em là 449 màu đỏ đô kèm số điện thoại giùm em. 449 đỏ đô kèm số điện thoại giùm em nhá. 449 các chị nhìn thấy rõ không ạ? Sao tự nhiên ấy thế nhở? Hay là hết pin? Đợi em một xíu để em kiểm tra lại xem pin còn. 449 đỏ đô kèm số điện thoại giùm em để chốt luôn mẫu em đang mặc nhá. Đây, à 469 đâu ạ? 469 đây. À vẫn nhìn rõ đúng không ạ? Vẫn nhìn rõ tại vì nãy em thấy nó hơi tối. Không biết là em bấm vào đâu thì màn hình nó tối quá. Nên là em sợ các chị không nhìn rõ. Đây là 449 đỏ đô nha. Nào đây là 469 này. Đây là 469 đây. 469 pha màu đây. Mẫu này nhà em còn một con thôi. Mẫu này nhà em còn một con thôi nha. 469 còn một con thôi ạ. Rõ đúng không ạ? Đây 469 đây nhà em còn đúng một con này đúng không? Đấy, rõ đúng không? Đúng rõ là được rồi. Tại vì là em thấy màn hình nó hơi tối. Chắc là tại vì là điện thoại nó gần hết pin. Màn hình nó hơi tối. Đây, áo phao 469 pha màu đấy nhá. Phao 469 pha màu đấy ạ. Ơ, mẫu này comment là 469 469 nghìn. Kèm số điện thoại giùm em. Nhà em còn một con duy nhất này thôi. Nhà em còn một con duy nhất này thôi nhá. Rút eo màu hồng đậm đúng không? Rút eo màu hồng đậm dáng dài ok. Lát nữa nha. Lát nữa tại vì là từ từ để em hay từ các chị nhá. Đang nhiều thế là thành ra là hơi rối một tí. Đây là 469 hồng đậm này. 469 này màu hồng đậm nhá. 469 á. Tìm cho mình cái đó. 449 màu hồng đậm. Dạ. 449 màu hồng đậm. Không biết là ở đâu rồi ấy. À, đợi em một lát em đang nhờ bạn nhân viên đi tìm 449 hồng đậm rồi tại vì này. Hết rồi à? 449 màu hồng đậm bên đây này hết mất hàng rồi chị yêu ạ, hết mất hàng rồi nha. Đấy. Đây nhá, chị nhá, em không có áo phao lam đâu, 469 đây. 469 đây nha các chị nhá. 469 màu hồng đậm, 469.000. Mẫu này là mũ không có lông và mũ pha. Mẫu này là mũ pha màu này. Mẫu này là mũ pha nha, 469. Mẫu này comment là 469 giúp em đi. 469 giúp em nào. 469 hồng đậm giúp em nha. Để mẫu này quá đẹp luôn. 469.000 quá đẹp luôn này. Còn mẫu này thì có cái phần dây ở dưới thì các chị có thể là điều chỉnh theo cái phần thân dưới của mình. Đó, rất là đẹp nha. Mẫu này cái dây dài quá thì các chị gập đôi nó lại nhá. Mẫu dây dài quá gập đôi lại cho em. Cho nó đỡ bị lôi thôi ý. Nhá, không có phao lam đâu. 469 nha, 469 này. Để qua mẫu nhá. Qua mẫu. Mẫu nào nó có liền cho em màu đấy đi ạ. Đấy các chị nhờ comment này giùm em. Tag bạn bè vào đây cho em đi. Tag bạn bè để có cái một cơ hội mua phao bên em rẻ nhá. Bao nhiêu? 479. Rồi ok, một mẫu mới bên em 479. Đó, mẫu này nè. Mẫu này là giống cái mẫu ấy mà. Mẫu này là giống cái mẫu hoa nãy mà đúng không? Nhà, mẫu này nhà mình còn màu hồng nữa. Còn màu hồng nữa. 479 á. Đây nha, một mẫu mới bên em này. 469. Đây một mẫu nữa bên em này. Một mẫu nữa bên em nha. Phao dài không còn. Phao dài còn nha chị nhá. Phao dài rút eo 510.000 đây. Phao dài rút eo hồng đậm 510.000 đây ạ. Mẫu này còn mấy cái nhờ? Dạ. Mẫu này còn mấy cái nhờ? Một cái cuối cùng ạ. Nhưng mẫu này nhà em còn một con cuối cùng thôi. Một con cuối cùng chị yêu làm mà ưng. Mẫu này quất liền cho em đi. Quất liền cho em con này đi ạ. Màu hồng đậm phao dài rút eo. Màu hồng đậm phao dài rút eo nha. 510.000. Áo này bao nhiêu? Áo này bao nhiêu nhỉ? Vừa báo giá bao nhiêu nhỉ? Cứ 479 nhá. Mẫu em đang mặc là 479 này. Mẫu này là 479k nha. Mẫu này là có khóa và có khuy cài. Có khóa và có khuy cài 479 này. 479. Mẫu này comment là 479. Cái màu này là cái màu hồng. Mẫu này là màu hồng nhạt. Mẫu này là màu hồng nhạt 479 nhá. 449 đi chị. Trời ơi 449. 449 thì em vừa like xong. 449 em vừa like xong nha. Hồng đậm 510. Ok chị Hương Thu Thảo, để lại cho em số điện thoại đi. Em chốt một con duy, còn một con duy nhất này thôi này. Chị Hương Thu Thảo nhanh tay để lại cho em số điện thoại nhá. Cốt luôn cho em đi. 410.000 cái mẫu này. À 510. 510.000 màu hồng đậm, phao dáng dài rút eo bên trong nhá. Mẫu này phao dáng dài rút eo bên trong. Phao dáng dài rút eo bên trong đây còn một con duy nhất màu hồng đậm. Mẫu này rút eo bên trong nên nó rất là gọn. Rất là kín và rất là gọn luôn, nó không hề bị lộ cái dây này ra này, nó kém sang. Đấy, rút eo bên trong cho em. Mặc được hai dáng là rút eo vào cho em này hoặc là mặc dáng suông cho em được ạ. Nào chị nào, cái mẫu này để lại cho em số điện thoại đi.
Hồng đậm 50 gì, 510 kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng. Không có số điện thoại thì em sẽ không chốt đơn hàng đâu nhá. Không có số điện thoại thì em sẽ không chốt đơn hàng đâu ạ. Nhóm nhanh tay comment lại giùm em 510 kèm và Hồng đậm kèm số điện thoại cho em nhá. 510 cái mẫu này em mặc nhiều lắm rồi. Mẫu này nhà em mặc nhiều lắm rồi và còn một con duy nhất thôi. Còn một con duy nhất thì lát nữa em sẽ mặc. Lát nữa em sẽ mặc nha, 479 vỏ đỗ. Ok chị yêu nhá, 479 là mẫu em đang mặc đúng không chị yêu? Ok cho chị Nguyễn Lan Phượng một mẫu 479 em đang mặc nhá. Mẫu này 60kg bon chen thoải mái cho em, free size. Mẫu này là mũ, cái mũ nó rất là đẹp, mũ nó cực kỳ ok. Mẫu này cực kỳ là ok này. Mã 479, mẫu này có mấy cái nhờ? Ừ. 479 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 479 màu này là màu này vỏ đỗ à? Màu be. Màu này màu be à? Đây mẫu chị Nguyễn Lan Phương chốt cho chị Nguyễn Lan Phượng cái mẫu này nhá. Màu này là màu be chị ơi, chứ không phải là màu vỏ đỗ đâu. Màu này là màu be nhá. Màu này là màu be này. Đó đẹp cực kỳ. Mẫu này túi siêu rộng luôn nha. Túi này là túi chéo. Túi này là túi chéo siêu rộng luôn ạ. 479 à. 479 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Màu này là màu be. 479 màu be kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Dáng dài. Dáng dài rút em ngoài. Ok nào lên dáng dài nhá. Lên dáng dài nha. Mũ đế bao nhiêu? 399 ạ. Ok em lên một cái mẫu dáng dài nhá. Dáng dài rút eo. Lên trắng đỏ nâu. Lên một dấu à, chị Phượng, chị Thương Thương ơi, mẫu này nhà em bán với giá là 479k. Đẹp cực kỳ, mẫu này quá đẹp luôn. Ơ mẫu này comment là 479 màu be kèm số điện thoại giùm em. 479 màu be kèm số điện thoại cho em nhá. 479 màu be chị nào vừa comment là màu vỏ đỗ nhà chị Nguyễn Lan Phượng comment lại cho em đi ạ. 479 màu này màu be, đúng cú pháp bên em để đặt hàng dễ nhất cho các chị em nha. Mẫu này rồi ok em lên một mẫu phao dáng dài rút eo. Phao dáng dài rút eo đây nha các chị em nha. Phao dáng dài rút eo. Mẫu này là 399.000. 399.000 nhà em có màu trắng. Nhà em có màu đen mẫu này nha. Nhà em có màu trắng và màu đen mẫu này ạ. Áo có cổ cao không chị? Ô nhà em có nhiều áo lắm. Đợi em qua mẫu từ từ. Qua mẫu từ từ nha. Mẫu này siêu xinh. Mẫu này siêu xinh. Ok cảm ơn. Đây màu trắng này. Mẫu này nhà em có màu trắng, màu đen nhá. Mũ lông. Từ từ lại vì dáng dài nên là em kéo khóa nó hơi khó. Đây là màu be này, à đây là màu trắng nhá. Đây cổ màu trắng đây. Dáng mũ quá ok, phao dáng dài nhá. À mẫu này có phải rút eo đâu, không phải rút eo. Mẫu này là phao dáng dài thôi, không phải rút eo, em nhầm nha các chị nhá. Không phải rút eo đâu ạ. Mẫu này là phao dáng dài thôi này. Mẫu này là 399k. Mẫu này là 399k nha. 399k chị là ông mẫu này quất liền cho em đi 399 nào. 399 kèm số điện thoại giùm em. 399 kèm số điện thoại giùm em mẫu này nhá. Có gì không. Ngắn rút eo ok, lát nữa em sẽ lên ngắn rút eo nào. Chị là ông cái mẫu này không ạ? 399 này. Để em buộc cái tóc vào cho nó gọn đấy á. Cái dây buộc tóc nó lại rớt mất rồi. 399 nha, 399 có màu trắng. 399 nhà em có màu đen. 399 nhà em có màu trắng và 399 nhà em có màu đen nào. Ông là đặt hàng luôn giúp em nào. Ông đặt hàng luôn giúp em các chị yêu ơi. 399 nha, đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này siêu đẹp luôn. Mẫu này siêu đẹp dáng dài này. Mẫu này dáng dài em mặc dài là đến gần đầu gối. Mẫu này là mặc dài đến gần đầu gối luôn này. Mặc dài đến gần đầu gối luôn ạ. Có màu be sữa không ạ? Mẫu này nhà em có màu trắng. Chị Giáng Nguyễn nhá. Mẫu này nhà em có màu trắng và mẫu này nhà em có màu đen. Có hai màu thôi. Mẫu này nhà em có hai màu, màu trắng và màu đen này. 399k thôi, quá đẹp luôn các chị yêu ạ. Quá đẹp luôn nhá. Mẫu này quá đẹp luôn này. Đây là dáng mũ. Chết rồi. Đây là mũ này, đây là dáng mũ nhá. Hay là buộc lại cái này đi. Buộc. Không có thì phải buộc rồi. Đây nha, dáng mũ đây, đẹp cực kỳ. 399k. Em mặc thử lên màu đen luôn nhá. 40kg mặc vừa cho em mẫu này, 40kg mặc vừa cho em. 40kg mặc vừa tại vì là những cái phao này nhé, free size bao cân nặng các chị yêu từ 40 cho đến 60kg. Từ 40 cho đến 60kg là bon chen thoải mái cho em nhá. 40 đến 60kg là bon chen thoải mái cho em rồi. Ok, mặc lên màu đen 399. Màu đen 399 ạ. À, các chị đợi em khoảng độ tầm 1 phút nhá. Nào ông là chốt liền cho em. Ông là chốt liền cho em màu đen 399 nhá. Màu đen 399 kèm số điện thoại giùm em. 399 màu sắc kèm số điện thoại giùm em ạ. 399 màu sắc kèm số điện thoại giùm em các chị nhá. Đây là màu đen này. Dáng dài. Dáng dài các chị nhá. Ba
399, màu đen kèm sữa thẳng giùm em. Bộ gì? Xong, ô, xong màn hình tối om nha. Không biết nó tự nhiên nó tối om như thế luôn ý. Mà các chị bảo là các chị vẫn nhìn rõ. Đấy, sáng này có phải không? Lại thêm... mọi người ơi, nhà em sẽ like qua cái mẫu áo phao dài này, sau đấy là sẽ xin phép mọi người là kết thúc like nha mọi người nha. Cho nên là ai chốt gì thì nhanh thôi nha, ai chốt gì thì nhanh giúp nhà em nha. Đây ạ, 4399 nào, 399 màu đen này, 399 màu đen dáng dài, nhà em có màu trắng và nhà em có màu đen. Nhà em có màu trắng và nhà em có màu đen mẫu này nha, hồng đậm có rất là nhiều. Hồng đậm có 99k. Mũ nồi 99k này các chị em này, mũ nồi bên em 99k. Mẫu này bên em có rút này, có dây rút này, có điều chỉnh cái độ rộng của mũ nhá. Đây mũ nồi đây. Trời mũ này xinh quá các chị ạ, mũ này xinh quá, quá xinh luôn. 99k có chị nào ưng mũ lồi không nhở? Chị nào ưng mũ lồi này không nhở, comment lên cho em nào. Mũ lồi 99k này, đây là màu điệu quá. Mẫu này có, đây là màu, màu này là màu nâu nhá. Màu nâu nhà em có màu be, nhà em có màu đỏ và nhà em có màu đen. Mũ lồi đây các chị em nhà, mũ lồi là chất liệu vải dạ. Chất liệu vải dạ có phần dây rút để có để điều chỉnh đây này. Phần dây này rút này các chị có thể điều chỉnh theo cái độ rộng của mũ, theo theo với lại cái độ rộng của mình làm sao phù hợp nhất. Đấy. Mũ lồi đây nha các chị yêu nhá. 99k. Ngày nay thì comment là mũ lồi 99 kèm cho em màu sắc. Nhà em có màu đỏ đô, nhà em có màu em đang mang đây là màu nâu này. Nhà em có màu đen và nhà em có cả màu be nữa. Có cả màu be nữa các chị nhá. Đẹp cực kỳ. 99.000 thôi. Mẫu này quá xinh luôn rồi ạ. Quá xinh luôn nhá. Em màu vàng 499 để lại cho em số điện thoại chị Tôn Nguyễn nhá. Màu vàng 499 thì để lại cho em số điện thoại 499 màu vàng kèm số điện thoại giùm em. Đây là màu, màu này là màu màu này là màu nâu em đang đội luôn này. Sao tự nhiên là màu ở đây nó. Ừ đúng rồi. Màu này là màu nâu em đang đội nhá. Màu be, màu đen này, màu đỏ đô. Có kaki thì em hẹn chị ngày mai nhá. Kaki thì ngày mai, kaki à nhầm, kaki thì ngày mai. Trời nói nhiều thành liệu rồi. Đây 399 màu đen, 399 màu đen chốt luôn cho em mẫu này đi ạ. 399 màu đen kèm cho em số điện thoại, 399 màu trắng kèm cho em số điện thoại. Mũ lồi comment là mũ lồi 99 kèm số điện thoại giùm em. Mũ lồi 99 kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng. 399 mũ lồi này rất là xinh. Mũ này thì rất là xinh. Đó. Đâu các chị yêu đâu hết rồi nhỉ? Đâu hết rồi, comment lên cho em đi nào. Xinh quá các chị ạ, mũ lồi quá xinh luôn. Thì là ông mũ lồi là quất mũ lồi cho em nhá. Ưng mũ lồi là quất cho em với mũ lồi đi. Ok chị Trang Mít, 499 hồng đậm. Ok chị yêu, 499 hồng đậm với chị Trang Mít nha. 499 hồng đậm với chị Trang Mít ạ. Xem áo hồng. Áo hồng nhà em có rất là nhiều áo hồng. Chị xem áo hồng nào, áo hồng dáng dài nào, áo hồng nào. Áo hồng 499 hay là áo hồng nào comment lên cho em. À nhưng mà hồng đậm. Đây nhà em có màu hồng nhạt này. 499 nhà em có màu hồng nhạt nữa này các chị yêu này. 499 nhà em có màu hồng nhạt nữa nhá. Chết rồi. 499 hồng đậm hết rồi đúng không? 499 hồng đậm hết rồi ạ. Ok, các chị hãy chốt hồng đậm rồi. Các chị ơi, 499 hồng đậm bên em hết hàng rồi. 499 hồng đậm bên em hết hàng rồi này. Em giới thiệu màu 499 nhá. Màu 499 là nhà em có màu này. Em nói đây là màu hồng nhạt này. Nhà em có màu vàng nhá. Nhà em có màu kem. Nhà em có màu đen nữa. Đây là 499 màu vàng này. À đặt thì hàng vẫn về gì? Ok nhá các chị, em hàng nhà em vẫn về liên tục nhá các chị yêu nhá. Hàng nhà em vẫn về liên tục. Bây giờ thì em không thử nó lên màu hồng tại vì là màu hồng ở cửa hàng bên em tạm thời đã đang hết hàng. Nên là các chị à, cho chị Trang Mít 499 hồng đậm này, cho chị Chí Bình Ngô 499 hồng đậm nha. Đấy, tôi cho các chị yêu nào, để lại cho em số điện thoại là có hàng. Để lại cho em số điện thoại là có hàng. Đây là màu hồng. Đây là màu hồng nhạt. Nhà em có màu vàng, nhà em có màu kem và nhà em có cả màu đen nữa. Nhà em có màu đen nữa. Đấy, em đã mặc từng màu lại nhá. Mặc từng màu lại này. Đây là màu hồng nhạt này. Màu be nữa đúng không? Màu này nhà em nhiều màu lắm. Màu trắng sữa nữa. Màu trắng sữa là màu rất là hot hôm nay. Ok, chị Tun Tuyền 499 màu vàng cho chị Tun Tuyền nhá. 499 màu vàng cho chị Tun Tuyền ạ. Đây là màu này là màu hồng nhạt nhá. Bên ngoài ra có một màu này nữa. Màu này màu gì? Màu này là màu be. Màu này gọi nó là màu be mà. Yeah. Đây chị nha, nhà em còn màu này nữa, comment lại cho em là màu be đi. Màu be đi tại vì cũng chưa có màu nào be đâu. Comment lại cho em là màu be nhá.
màu be kèm 499 màu be kèm điện thoại giùm em chuẩn bị kết thúc livestream rồi ạ, nên là em sẽ mặc lên dáng tất cả màu luôn các chị ơi, màu nào nó có liền cho em luôn cho em nhá. Cú phát đặt hàng bên em là 499 kèm màu kèm điện thoại, 499 kèm màu kèm điện thoại nha. Hết mẫu này là em xin phép là dừng like nha, hết mẫu này là em xin phép dừng like ạ. Ok, 499 màu sữa, màu trắng sữa đây ạ. 499 màu trắng sữa bên em đây nha các chị yêu nha. Mũ lồi bên em vẫn bán nhá. Mũ lồi em đang có nghĩa là người em mặc cái gì là nhà em bán hết. Người em mặc cái gì nhà em bán hết các chị ơi, người mẫu nào mũ lồi là 99k. Mũ lồi 99k, đây là màu trắng sữa này. Màu trắng sữa 499. 499 trắng sữa kèm điện thoại giùm em, túi hộp. 499 trắng sữa kèm sẵn sàng giúp em. 60kg cho đến 40kg là bon chen vừa. 60 đến 40kg là bon chen vừa. À 40 cho đến 60kg là bon chen vừa. Màu trắng sữa, màu trắng sữa nhá. Đẹp lắm luôn các chị em ạ. 499 kèm màu kèm sẵn sàng giúp em. À chị nào vừa hỏi Shopee là mình là gì, Shopee thì chị ebook cho em. Nếu mà muốn ship qua Shopee thì ebook cho em nhá. Muốn ship qua Shopee thì ebook cho em ạ. Được chưa? Rồi ok, mặc màu vàng nào. Ra màu vàng thần thánh đâu rồi. Màu vàng thần thánh nhé chị nhá. Đây màu vàng đây, 499 màu vàng đây. 499 màu vàng đi nhá chị Tun Tuyền nhá. Đẹp lắm luôn, mẫu này quá đẹp luôn. Mẫu này là vô đẹp bên em rồi. Quá đẹp luôn và quá rẻ. Giá quá là hợp lý luôn này, quá là phù hợp luôn. 499 màu vàng kèm số điện thoại giùm em nhá. 499 màu vàng kèm số điện thoại giùm em để chốt luôn con này nha. Rồi ok nhá, ok ạ. Hôm nay thì em xin phép là dừng like ở đây nha. Hôm nay thì em xin phép dừng like ở đây. Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ em trong livestream này nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu vào những livestream lần sau. Em tiếp tục quay trở lại và giới thiệu rất là nhiều những cái mẫu áo khác bên em nhá. Áo này tầm dạ 5 tu ký mặc vừa, chị ơi 5 tu ký mặc vừa. Là em sẽ dành ra 2 phút cuối cho chị là ôm mẫu đấy thì chốt đơn hàng cho em. 449 màu sắc kèm số điện thoại cho em trong vòng 2 phút cuối nha. 449 màu sắc kèm số điện thoại cho em trong vòng 2 phút cuối để em chốt mẫu đấy ạ. Rồi em xin phép nghỉ nha các chị yêu nhá, xin phép nghỉ rồi xong buổi live lần sau thì em lại tiếp tục lên. Tiếp tục lên thì bên em alo rồi. Hai. Đi đâu rồi? Không, chị cứ lại đi. Các chị 2 phút cuối các chị ơi, cái mẫu đấy các chị chốt cho em nha. Ông cái mẫu đấy chốt cho em đi ạ. Nào các chị ơi, ông mẫu này thì chốt luôn cho em nha. Rồi ok nhá, ok ạ. Hôm nay thì em xin phép nghỉ ở đây nhá, xin phép nghỉ ở đây các chị yêu. Em hơi mệt rồi, xin phép nghỉ trở lại ở đây. Xin hẹn chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu vào những buổi live lần sau. Thì em sẽ lại tiếp tục quay trở lại và giới thiệu những cái mẫu áo phao bên em với giá cực kỳ là rẻ nhá các chị yêu nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu nha.